chương 41 tính kế. Lúc này hắn đang cùng mấy người sư đệ đứng đó không xa, hắn là thân truyền đệ tử của lão tổ. Bên người chưa bao giờ khuyết thiếu tùy tùng vây quanh. Lôi động, hắn nghiến răng nghiến lợi mặc niệm cái tên này ở trong lòng. Trong đôi mắt của hắn đã bởi vì ghen tị mà mơ hồ biến thành một mảnh màu hồng. Một đệ tử tầm thường chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba làm sao đinh sư tỷ lại có thể để. Lại người như thế nhúng chám quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga lôi động giống như không biết mình đang bị rất nhiều người nguyền rủa ở trong lòng hắn khí định thần nhàn lấy ra một chiếc vòng tay điêu khắc tinh xảo ở trong dây lưng chữ vật ra hơi chuyển về phía trước không đợi đến khi đinh uyển ngôn từ trong ngạc nhiên tỉnh lại hắn liền làm một bộ mặt thành khẩn và dị thường cung kính nói xin sư tỷ chớ hiểu lầm lôi mỗ thực sự không phải là muốn lấy lòng sư tỷ lời nói của hắn cực kỳ có kỹ xảo, nếu tặng cho nữ tử một cái vòng tay. Lấy tâm tư mẫn tuệ của người con gái, nhất định ở trong lòng sẽ có cảnh giác. Không phải là người nọ đối với chính mình có tâm tư gì chứ? Lôi sư đệ, đây là... Nhất thời Đinh Nguyễn Ngôn không nắm bắt được chính xác ý nghĩ của hắn. Không phải là theo đuổi, cũng không phải là nịnh hót, rốt cuộc thì hắn muốn làm gì. Nàng không ngờ rằng, bất chi bất giác mình đã bị hắn nắm mũi dắt đi chuyện là như thế này, đại khái là hai năm trước. Lôi mỗ một mực đi dã ngoại để bắt giữ âm hồn. Dưới tình huống vận khí thật tốt, có thể bắt được một con trung phẩm linh quỷ. Chuyện này khiến cho ngay cả Đinh Nguyễn Ngôn cũng hơi kinh ngạc. Vận khí của lôi sư đệ không tệ. Trong lòng lôi động sớm đã có chủ ý và lý do tháo thác, hắn chậm rãi nói tiếp. Tuy rằng lôi mỗ tu luyện cũng chính là ngự quỷ quyết nhưng mà bởi vì trong túi không có tiền tính đi tính lại liền cảm thấy bán đi sẽ tốt hơn sau khi bán trong trung phẩm linh quỷ kia đi đệ liền mua được một cái thượng phẩm dưỡng hồn tháp nuôi dưỡng ba con hạ phẩm linh quỷ nuôi hai năm nay sau vài lần huyết tế tổng thế sức chiến đấu so với dùng sơ cấp dưỡng hồn tháp để nuôi trung phẩm linh quỷ thì tốt hơn nhiều chờ đến sau này khi cảnh giới tu vi của đệ cao hơn ngay cả trung phẩm linh quỷ cũng dễ dàng có được đinh huyền ngôn suy tư theo lời nói của hắn đích thật là cũng có chút đạo lý ý kiến không tệ nhưng mà trung phẩm linh quỷ rất hiếm dù cho cảnh giới của ngươi có cao thì cũng chưa chắc có được nhưng mà ngươi có thượng phẩm dưỡng hồn tháp trong tay thật cũng không ảnh hưởng nhiều nhưng mà nàng còn chưa nghĩ ra cái đó và cái vòng ở trong tay hắn có quan hệ như thế nào khi ta đi mua cái thượng phẩm dưỡng hồn tháp vừa lúc nhìn thấy cái vòng chữ vật này trên mặt lôi động lại lộ ra thần sắc cảm kích lúc ấy ta chợt nghĩ đến sư tỷ đã có đại ân với lôi mỗ lôi mỗ vẫn còn chưa kịp cảm tạ lại thấy cái vòng tay này có hình dáng rất đẹp vừa vặn thích hợp với sư tỷ nên thuận tay mua về đinh uyển ngôn nghe hắn nói như vậy liền theo bản năng đánh giá cái vòng chữ vật kia một chút quả nhiên là chạm trổ tinh xảo, ở trên đó còn có những chấm nhỏ li ti như sao. Nhưng mà ngày đó nàng giúp đỡ cũng chỉ là vì nàng có chung mối thù và tính khí của nàng như. Vậy, chưa từng nghĩ đến chuyện được người báo ân. Vì vậy nếu nhận đồ của hắn thì thật có chút xấu hổ. Nàng vừa há mồm muốn cự tuyệt lễ vật thì lôi động lại thành khẩn nói. Đinh sư tỷ ngàn vạn lần đừng chối từ, có lẽ chuyện đó đối với tỷ chỉ là một cái nhấc tay nhưng mà đối với đám huynh đệ ba người chúng tiểu đệ mà nói thì chính là chuyện đại sự liên quan đến tính mạng đường đường là ân cứu mạng làm sao mà chỉ dùng một cái vòng chữ vật là có thể báo đáp nếu sư tỷ không chịu nhận chỉ sợ là cả đời này tiểu đệ cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên đinh uyển ngôn cũng bị lời nói của hắn khiến cho có chút động tâm thứ nhất là cái vòng chữ vật này đích xác rất xinh đẹp cô gái nào mà chả thích những thứ xinh đẹp thứ hai hắn luôn mồm nói chuyện này là bởi vì báo đáp ân cứu mạng. Nếu không nhận lấy, chẳng phải là rất không hợp với đạo làm người. Cô phụ một mảnh thành ý hết sức chân thành sao? Thấy Đinh Nguyễn Ngôn có chút do dự, lôi động biết rõ sự tình đã không sai biệt lắm. Hắn liền chủ động nhét cái vòng chữ vật vào trong tay nàng, cười khổ nói. Sư tỷ nếu người không nhận, thì lôi mỗ mang theo cái vòng chữ vật của nữ tử này cũng thật sự. Rất buồn cười. Vậy đa tạ Lôi sư đệ. Đinh Uyển ngôn cũng thực sự yêu thích cái vòng tay này, không tiếp tục từ chối nữa mà thu vào. Đây cũng khó trách tuy rằng nó có giá trị không cao, nhưng mà cũng đã trải qua hơn 20 ngày thiết kế. Không cầu phẩm chất tốt nhất, nhưng mà hình dáng thiết kế phải đẹp nhất. Nàng thu lại cũng không quan hệ gì, nhưng lại khiến cho toàn bộ các sư huynh đệ vô tình hữu ý thấy một màn này sụp đổ. Người này tùy tùy tiện tiện đi lên bắt chuyện với đinh sư tỷ đã là tội ác tay trời rồi. Lại còn dám tặng đồ nữa. Mà ngoài dự đoán của mọi người là đinh sư tỷ lại nhận lấy. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu nhìn chằm chằm về phía lôi động. Ngay cả Trần Mâu và Vệ Hoa cũng ghen tị trừng mắt nhìn hắn. Phản ứng kịch liệt nhất phải kể đến một gã thân truyền đệ tử khác của lão tổ là Chu Minh Hoa. Đôi mắt của hắn gần như phun ra lửa. Trên thực tế, lôi động cũng là một mực lưu ý tên tiểu tử Chu Minh Hoa đó. Nguyên bản cái vòng tay này đưa tặng cho Đinh Nguyễn Ngôn là vì muốn tăng cường quan hệ của hai. Người, ôm lấy cái bắp đùi lớn của sư tỷ. Ngộ nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra thì còn có thể nhờ sư tỷ giúp đỡ. Nhưng mà kể từ khi biết được tên tiểu tử Chu Minh Hoa đó đã tiến lên luyện khí kỳ tầng 4 từ. Hơn một năm trước, vô cùng có khả năng trong cuộc tỷ võ lần này sẽ làm khó chính mình. Lôi động liền có tâm tư, nếu Chu Minh Hoa chỉ đơn thuần làm nhục thì cũng thôi. Nhưng mà chỉ sợ người này tuổi trẻ khí thịnh, ngang ngược càn rỡ. Như vậy sẽ hạ thủ tàn nhẫn đối với chính mình. Nếu như vậy đương nhiên chính mình không có khả năng hạ thủ lưu tình. Đừng nói hắn chỉ là thân truyền đệ tử của lão tổ. Mà cho dù là lão tổ hạ độc thủ đối với mình thì trước khi chết cũng phải cắn ngược lại một cái. Chương 42, trận tỷ thí 3 năm thượng đương nhiên về phần cắn đến hay là không đến thì lại là một chuyện khác nữa cũng là bởi vậy không thể không làm một phép cân não ở trước mặt mọi người tạm thời ôm cái đùi lớn của sư tỷ khiến cho chu minh hoa nhìn thấy trong lúc hạ độc thủ nhiều ít thì cũng cảm thấy có chút băn khoăn thứ hai coi như hắn không băn khoăn cố gắng bước mình vào tử lộ đến lúc đó nếu hắn xảy ra chuyện gì không may ở trong tay mình thì cũng có đinh sư tỷ là đệ tử được lão tổ sùng ái nói đỡ hộ chính mình hơn nữa mình cũng đã đem chuyện mình có thượng phẩm dưỡng hồn tháp và ba con linh quỷ kia nói cho sư tỷ đến lúc đó nếu xuất hiện ba con quỷ nô đối phó với địch nhân thì cũng không quá lộ liễu nếu nói là hạ phẩm linh quỷ thăng cấp thì cũng không tránh khỏi quá nhanh đi hoàn toàn có thể đổ cho công hiệu khi huyết tế nhiều lần cái này cũng có thể giải thích cho việc vì sao hạ phẩm linh quỷ của mình mỗi con đều có thiên phú pháp thuật. Phải biết rằng cho dù là hạ phẩm linh quỷ nếu huyết tế nhiều lần thì cũng sẽ có cơ hội đạt được. Thiên phú pháp thuật. Còn nữa, quỷ bộc đã trải qua huyết tế. Theo ý nào đó mà nói thì đã huyết mạch tương liên với chủ nhân. Thuộc về một bộ phận của con người. Người bên ngoài có lẽ là có thể đánh chết chúng. Nhưng mà muốn bắt chúng vào trong dưỡng hồn tháp. Sau đó tiến hành xem xét phẩm chất thì là chuyện không thể nào. Đương nhiên cũng có thể mạnh mẽ bắt buộc Lôi động phải tự xem xét. Nhưng mà nếu sự tình phát triển đến mức đó thì đã là bị người ta hoài nghi mà vạch mặt. Đến lúc đó có lẽ là sẽ bị trừ hồn luyện phách. Đương nhiên còn một khả năng khác, nhưng Lôi động cũng không muốn đi đến bước này. Dù sao nếu chính mình ở dưới con mắt của mọi người giết chết Chu Minh Hoa thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm đối với vị lão tổ kia như vậy thì lôi động tình nguyện tìm một cơ hội, không một tiếng động giết chết hắn còn hơn. Đang trong lúc không ít người nhìn lôi động như hổ rình mồi. Lão tổ dẫn theo đám quỷ nô dưới trướng xuất hiện trước mặt mọi người. Bắt đầu tuyên bố lần tỉ thí 3 năm chính thức được bắt đầu. Dùng phương thức rút thăm để lựa chọn ra thứ tự thi đấu. Quy tắc tỉ thí chỉ có một đó là không được cố ý giết người cái gọi là không cố ý giết người quỷ nô cũng chỉ đưa ra một lời giải thích đó chính là sau khi đối phương đã hô lên hai chữ nhận thua nếu vẫn tiếp tục tiến hành các thủ đoạn công kích mặc kệ có làm tổn thương đối phương hay không đều thuộc về cố ý giết người mà trừng phạt của việc cố ý giết người cũng cực kỳ nghiêm trọng đó là rút hồn phách ra chế thành hồn đèn dùng u hỏa đốt cho chết từ từ nghe được quỷ nô âm trầm nói ra nội dung trừng phạt khủng bố như vậy cho dù là những đệ tử vốn đã coi thường quỷ quái của vạn quỷ quật cũng không nhịn được mà sinh. Ra từng trận sợ hãi thấu xương. Chuyện tình u hỏa luyện hồn trong kỳ tỉ thí 3 năm trước đây mọi người đã từng được chứng kiến. Qua, đây chính là một chuyện tình cực kỳ tàn nhẫn và kinh khủng. Nếu mà bị chế thành hồn đèn, từng chút từng chút bị thiêu chết. Thật là một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng được. Sau đó lại tuyên bố giải thưởng của cuộc tỉ thí 3 năm lần này người bài danh đệ nhất sẽ được thưởng 5.000 điểm cống hiến của môn phái. Đứng thứ nhì và thứ ba phân biệt được 3.000 điểm và 1.500 điểm. Đứng thứ tư được 1.000 điểm. Các thứ hạng bên dưới nữa. Xuống một thứ hạng thì trừ 100 điểm. Cho đến thứ 10 thì còn 300 điểm. Về phần những người bài danh sau thứ 20 thì bị phong ấn tu vi, bị phạt roi. Đồng thời bài danh lần này cũng sẽ chính thức xác nhận xưng hô giữa các đệ tử đồng môn trong suốt 3 năm này sẽ không hề thay đổi, cho đến kỳ tỉ thí 3 năm tiếp theo. Khi nghe đến giải thưởng, trên mặt một đám gia hỏa đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhưng đến khi nghe đến nội dung trừng phạt thì sắc mặt của đám người thực lực kém đều tái nhợt. Sau đó quỷ nô còn nói về tiến hành quy tắc bài danh như thế nào. Cả kỳ tỉ thí sẽ kéo dài trong thời gian 96 ngày, cứ 3 ngày một vòng. Tổng cộng có 32 vòng mỗi một khi bắt đầu một vòng cũng đều tiến thành bốc thăm tại chỗ để xác định đối thủ. Trước khi rút thăm sẽ loại bỏ những người vừa giao chiến trước đó. Mỗi khi thắng một trận thì lại được đấu tiếp, người thua thì phải ở lại. Cuối cùng những người có số vòng thắng giống nhau sẽ tiến thành tỉ thí, để chọn ra thứ tự. Loại phương thức tỉ thí này, lôi động cũng có chút hiểu được. Thứ nhất chính là thúc giục các đệ tử không ngừng hướng về phía trước mà cố gắng thứ hai cũng là luyện cơ hội này để ma luyện năng lực chiến đấu thực tế của các đệ tử phải biết là nếu chỉ biết đâm đầu vào tu luyện tu vi có cao tới đâu cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi huống chi cứ cắm đầu vào bế quan tu luyện thường sẽ gặp phải bình cảnh trải qua chiến đấu kịch liệt mới có thể kích thích tiềm năng hoặc là cơ năng của cơ thể phát huy ra tiềm lực từ từ nói cách khác mỗi một người đều phải giao chiến qua một lần thì cả kỳ tỉ thi mới có thể chấm Dứt, Lôi Động cũng tin tưởng, sau khi trải qua 32 vòng đấu liên tiếp, kỹ xảo chiến đấu của mình sẽ có tiến bộ rất lớn. Tiếp theo là rút thăm, ai cũng muốn vòng đầu tiên sẽ gặp được kẻ yếu, có một khởi đầu tốt đẹp. Như thế có thể gia tăng sĩ khí và lòng tin. Nhưng mà Lôi Động lại không hề để ý. Cho dù là ngẫu nhiên đụng phải Đinh sư tỷ thì hắn cũng muốn chơi cùng nàng vài trận. Nếu không phải là đối thủ thì nhận thua là được rồi dưới sự chỉ dẫn của quỷ nô, việc rút thăm cũng rất trật tự. Nhưng mà lần đầu tiên rút thăm thì chỉ cần 16 người là đủ. Đến phiên lôi động, đã thấy Chu Minh Hoa ở cách đó không xa âm trầm nhìn mình. Xem chừng là hy vọng mình ngẫu nhiên gặp phải hắn. Lôi động mặc kệ hắn, trực tiếp đưa tay rút một thẻ tre, cầm lên xem xét. Trên đó viết ba chữ Ngô Thiên Thu. Lôi động cũng không có ấn tượng sâu sắc đối với cái tên này chỉ nhớ mang máng hắn là một người rất bình thường. Sau khi đưa mắt quét một vòng hắn liền phát hiện ra Ngô Thiên Thu đang ở phía xa phất phất tay. Với hắn, chủ bút cũng đã bắt đầu ghi chép. Lôi động rút thăm giao đấu với Ngô Thiên Thu thi đấu ở lôi đài thứ hai. Cũng công bố kết quả rút thăm với mọi người. Ngô Thiên Thu là một tên thanh niên khoảng 17-18 tuổi. Từ khi nhập môn đến nay thì chuyên cần tu luyện vừa mới đột phá lên tầng thứ ba thấy kết quả như vậy thì hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Tuy rằng danh khí của lôi động ở ngoại giới không nhỏ, nhưng đến bây giờ cũng chỉ là tầng thứ ba. Trường 43, trận tỉ thí 3 năm, hả? Vòng đầu tiên gặp được hắn, so với việc phải giao đấu với các đệ tử thân truyền của lão tổ thì tốt hơn nhiều. Lôi động cũng đảo mắt nhìn bốn phía một chút, hắn cũng biết được. Sau 3 năm kể từ khi nhập môn, đa số các đệ tử đều có tu vi tầng thứ ba. Rất ít người có tu vi tầng thứ ta. Tả siêu hòa và chu minh hoa là bởi vì có tư chất tốt và có tài nguyên phong phú mới có thể tiến. Vào tầng thứ năm, về phần đinh đại sư tỷ lôi động căn bản là không nhìn thấu được tu vi của nàng. Nhưng mà nghe nói mấy tháng trước nàng cũng đã đột phá tầng thứ sáu. Nàng chắc chắn sẽ là ứng cử viên lớn nhất cho chức quán quân của kỳ tỷ thí này năm nghìn điểm cống hiến của môn phái mặc dù lôi động có nghịch bảo như phệ hồn tháp ở trong tay cũng không nhịn được mà động tâm một trận nếu là đơn thuần dùng linh thạch để đổi lấy nhiều điểm cống hiến như vậy thì cũng phải hơn một ngàn linh thạch hiện giờ lôi động nhiều ít cũng đã hiểu được tác dụng của điểm cống hiến dùng điểm cống hiến để đổi lấy những thứ như là dùng để đổi lấy pháp khí thông thường đàn dược thì không tính là gì còn không bằng đến phường thị để đổi lý tưởng nhất chính là dùng để đổi công pháp, pháp thuật hoặc là những vật phẩm chân quý. Nhất là những công pháp đặc hữu của âm sát tông. Ở những phường thị bên ngoài căn bản là không thể nào đạt được. Chỉ có thể dựa vào điểm cống hiến mới có được. Nhưng mà đối với 5.000 điểm cống hiến kia, lôi động cũng chỉ là động tâm mà thôi. Nếu muốn đoạt môi tư trong miệng hồ của đinh sư tỷ, chỉ sợ là không thể dễ dàng làm được như vậy chẳng những tu vi của đinh sư tỷ đã lên tới tầng thứ sáu trên người còn có một đám trung phẩm pháp khí chưa nói đến thượng phẩm pháp khí nữa dù cho chính mình toàn lực thi triển chỉ sợ cũng là một người một chữ thua lôi động vốn tự nhận nếu đoạt vị trí thứ nhì hay thứ ba thì còn có thể được nhưng mà hắn không muốn quá mức nổi trội ở phương diện này có thể không bại lộ tự nhiên là không còn gì tốt hơn rất nhanh rút thăm cũng xong xuôi trần mâu và vệ hoa chen đến bên cạnh hắn một trái một phải kẹp chặt lấy hắn hung thần ác sát hỏi thành thật khai báo đệ đã cho đinh sư tỷ chúng phải tà thuật gì chẳng những nàng ôn hòa nói chuyện cùng đệ mà còn nhận cả lễ vật của đệ hắc hắc đây chính là bí thuật độc nhất vô nhị của ta lôi động híp mắt nở nụ cười nếu hai người các huynh muốn học vậy mỗi người đưa cho ta một trăm linh thạch đi chết đi Hai người Trần Mâu và Vệ Hoa đều phá lên cười, hung hăng nện cho hắn một phát. Cười đùa một lát, lúc này sắc mặt của Trần Mâu mới trở nên nghiêm túc. Nhưng mà nói thật, hiện tại đệ chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba. Sau này nếu trong thời gian thi đấu gặp phải Chu Minh Hoa thì cứ trực tiếp đầu hàng là được. Rồi, đỡ cho hắn sẽ nhân lúc không để ý mà hạ độc thủ. Nhưng mà ta sợ nhất chính là hắn khiêu khích đệ, ngàn vạn lần đừng có mất lý trí yên tâm đi mặc kệ hắn bộ dạng của lôi động uể oải vươn người một cái nói hai người các huynh rút thăm gặp được đối thủ thế nào sắc mặt của trần mâu lập tức phấn khích cười đến mức hai mắt đều hít thành một đường nhỏ đối thủ của ta chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ hai còn sắc mặt của vệ hoa thì cực kỳ buồn khổ nhất tay nói đối thủ của ta là đinh sư tỷ ha ha ngay cả lôi động cũng ngây người một lúc rồi không nhịn được mà phá lên cười không thể không thừa nhận vận khí của người này cũng thật sự là quá tốt rồi cười đến mức có chút đau bụng sau đó vẻ mặt đồng tình ôm bà vai hắn bạn thân à việc duy nhất đệ có thể làm chính là đứng một bên cổ vũ cho huynh vệ hoa tức giận gạt tay hắn ra ta thấy là đệ muốn xem ta thất bại mới đúng không cần quá kiêu ngạo sớm hay muộn đệ cũng sẽ gặp được đinh sư tỷ đến lúc đó cẩn thận ta trả thù. Trả thù thì trả thù thôi, hôm nay chúng ta phải xem cho thỏa thích. Trần Mâu cũng không phải là thứ gì tốt, vui vẻ đề nghị. Trận so đấu đầu tiên, vừa vặn chính là của bọn họ. Hai người liền túm vệ hoa thần tình nhan nhó đi lên. Tổng cộng có 5 lôi đài, mỗi một lôi đài đều có một gã đại đệ tử trúc cơ kỳ của vạn quỷ quật. Cũng chính là sư thúc của mọi người đảm đương việc trọng tài rất nhanh vị trọng tài mặt đen đã kêu tên của vệ hoa và đinh uyển ngôn đinh uyển ngôn xuất tràng tự nhiên là thu hút rất nhiều người xem nhưng mà vệ hoa chưa chiến mà tinh thần đã mất nhõng nhẽo không chịu lên lôi động và trần mâu trao đổi ánh mắt sau đó liền trực tiếp nhấc hắn lên võ đài vệ hoa giàu gì cũng là nhân vật luyện khí kỳ tầng thứ ba đã trải qua tẩy tùy tính chất của thân thể so với tự nhiên vốn không tầm thường sau khi lộn vào vòng ở trên không thì nghiêng ngả lào đảo hạ cánh xuống đất có chút chật vật quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn lôi động và trần mâu chuyện tiên hiệp chuyện phun vừa đảo mắt nhìn lên hắn đã thấy đinh uyển ngôn đứng ở cách đó không xa vẫn bình tĩnh giống như thanh phong nhàn vân sắc mặt hung ác của hắn liền biến đâu mất hít sâu một hơi khom người nói vệ hoa ra mắt sư tỷ đinh uyển ngôn cũng khách khí hơi gật đầu vị trọng tài mặt đen liếc mắt nhìn vệ hoa một cái âm thanh lạnh lùng nói quy củ cũng không cần nói nhiều bắt đầu đi chữ cuối cùng kia vừa mới thốt ra vệ hoa liền trực tiếp giơ hai tay lên hét lên một tiếng ta nhận thua ta đầu hàng ngay cả đinh uyển ngôn cũng ngây ngẩn cả người tốc độ đầu hàng của người này nhanh như vậy cũng coi như ngoài dự đoán của mọi người đám người vây quanh đứng xem nhất thời oán thán một trận nhưng mà cái tên vệ hoa kia cũng dương dương tự đắc hướng về xung quanh chắp tay không hề xấu hổ bước xuống đài hai người lôi động và trần mâu đưa mắt nhìn nhau da mặt của tên vệ hoa này cũng thật là dày như vậy đinh uyển ngôn còn chưa kịp dùng đến pháp khí cũng đã thắng được một trận kế tiếp chính là lôi động thi đấu ba người đến bên cạnh lôi đài của lôi động trận đấu ở đó vẫn chưa kết thúc song phương thi đấu đều là nhân vật luyện khí kỳ tầng thứ ba lại đều là học những pháp thuật bình thường một thân trang bị nhập môn anh không ra anh em không ra em đều sử dụng tiểu kiếm màu xanh lục binh binh bang bang giáp chiến với nhau thường thường ngươi thi triển ra một quả cầu lửa thì ta phóng ra một mũi tên băng đều là những pháp thuật sơ đẳng loại trình độ so đấu này ngay cả trọng tài cũng cảm thấy buồn ngủ trận đấu kéo dài cho đến một khắc động hồ sau ngay tại lúc hai người đang rằng co nghĩ kế để hạ đối thủ Rốt cuộc thì một người cũng đã có cơ hội. Một cái băng thuật nguyên rùa đông kết một tầng băng ở trên mặt đất. Tên còn lại không cẩn thận đã bị mất thăng bằng, cánh tay liền bị trúng một kiếm. Hắn đành phải hô to nhận thua. Người thắng thì hưng phấn mười phần, người thua thì ủ rũ không thôi. Chương 44, trận đầu thắng lợi. Rất nhanh, vị trọng tài cao gầy liền gọi Lôi Động và Ngô Thiên Thu tên ngô thiên thu kia cũng khá cao to phong nhã hắn còn thi triển thân pháp nhảy dựng lên nhẹ nhàng đáp xuống lôi đài lôi động mặc kệ hắn theo bậc thang đi lên từng bước một bởi vì hai người cũng không phải là nhân vật lợi hại gì xung quanh không có quá nhiều người đứng xem lôi sư huynh xin hãy hạ thủ lưu tình ngô thiên thu khẽ mỉm cười lôi động không nói gì gật đầu sau đó trọng tài liền hô lên bắt đầu Sắc mặt của Ngô Thiên Thu nhất thời trở nên hung ác. Trên mặt phủ kín một tầng màu xanh nhàn nhạt. Cây roi ở trên tay trái bay ra, như một con lệ quỷ hung sát vạn vẹo hướng tới lôi động đánh. Tới, thanh thế cực lớn, nhanh như một tia chớp. Quỷ sát trưởng, đám người xung quanh nhất thời kêu lên. Cùng với ngự quỷ quyết của lôi động, minh hỏa đạn của Trần Mâu. Còn có huyền âm thuẫn linh tinh. Đều là những pháp thuật nổi tiếng của luyện khí kỳ trong âm sát tông hơn nữa sau khi tu luyện đến chúc cơ kỳ thì sẽ càng mạnh hơn tất nhiên quỷ sát trưởng cũng là một trong số đó lúc trước trong lúc lôi động lựa chọn pháp thuật thì cũng đã từng lưu ý qua loại pháp thuật này không cần phải đi nơi nơi tìm bắt âm hồn chỉ cần trong lúc tu luyện không ngừng hấp thu sát khí lấy sát khí để rèn luyện thân thể cũng đem huyền âm chân khí đơn thuần trong cơ thể trộn lẫn với loại sát khí này như vậy là đã có thể đạt được điều kiện tiên quyết để có thể thi triển quỷ sát trường. Sát theo ý nào đó mà nói thì cũng chính là một loại linh khí. Có tiên thiên hình thành sát cũng có hậu thiên tạo thành sát. Dựa theo chủng loại thì cũng có đủ kiểu tên gọi vô số. Ví dụ như lôi sát, dương sát, âm sát, vân vân. Âm sát tông, nếu đã lấy âm sát để đặt tên. Tự nhiên cũng có lý giải và vận dụng rất mạnh đối với âm sát trong tông phái những pháp thuật có pháp môn liên quan đến âm sát có rất nhiều mà ở trong phạm vi thế lực của âm sát tông nơi đâu cũng có thể tùy ý thấy được âm sát rất rõ ràng hỗn hợp huyền âm chân khí của ngô thiên thu chính là âm sát đương nhiên mặc dù là âm sát thì cũng chia làm mấy chục loại có phẩm chất bất đồng đối với điểm này lôi động không nghiên cứu nhiều nên không hiểu rõ lắm nhưng đều là một trong những pháp thuật nổi tiếng của âm sát tông Uy lực của quỷ sát trưởng tất nhiên là bất phàm. Thần sắc của lôi động hơi đổi, mơ hồ cảm giá được một cỗ âm lãnh quanh quẩn ở bên cạnh mình. Hắn biết rõ người này đã luyện quỷ sát trưởng đến mức không tối. Có thể sử dụng thần thức để chỉ dẫn phương hướng cho quỷ sát phi hành. Nếu nắm được phương hướng mà chạy trốn, quỷ sát nhất định sẽ chạy theo sự dẫn đường của Ngô Thiên Thu mà theo sát chính mình. Tốc độ của mình tuy rằng không chậm, nhưng sẽ không nhanh bằng quỷ sát phi hành. Không có bất kỳ tính toán gì để đối chiến với quỷ sát trưởng, bàn tay của hắn khẽ nâng lên. Thị huyết quỷ tốt cấp 4 đã đứng chắn trước mặt hắn. Thị huyết quỷ tốt bày ra một tấm chắn, quỷ thân tụ thành một đoàn. Ầm, ác quỷ hung lệ biến ảo hung hăng va chạm với thị huyết quỷ tốt. Sát khí như dòng nước hướng tới bốn phương tám hướng mà tản ra thị huyết quỷ tốt bay ngược trở lại, tấm chắn hơi mờ vỡ tan. Cùng lúc đó quỷ thân thậm chí có dấu hiệu tán loạn không ngưng. Có thể thấy được một kích quỷ sát trưởng này có uy lực cường đại cỡ nào. Ngự quỷ quyết quỷ tốt cấp 4. Đám người biết phân biệt tốt xấu ở xung quanh kinh ngạc kêu lên. Quỷ tốt cấp 4 cơ bản là cường đại ngang với một gã luyện khí kỳ tầng thứ 4. Không có gì bất ngờ thì chỉ cần một con quỷ tốt cấp 4 này cũng có thể quét ngang hơn phân nửa đám đệ tử cùng giới. Trong lúc nhìn lôi động, thần sắc đã không còn giống lúc trước. Dù sao thì hắn cũng là một tên gia hỏa có quỷ tốt cấp 4. Một tên luyện khí kỳ tầng thứ ba có thể nào là đối thủ của hắn trong trận chiến này? Mọi người đều biết ngự quỷ quyết tu luyện rất dễ dàng. Nhưng mà nếu muốn dựa vào ngự quỷ quyết để trở nên cường đại thì chỉ có thể dựa vào vận khí để bắt được linh quỷ cường đại. Đương nhiên, cũng có thể bỏ tiền ra để mua linh quỷ. Đáng tiếc tân đệ tử mới nhập môn tu luyện được 3 năm thì sẽ có bao nhiêu tiền thừa để mà đi. Mua linh quỷ. Dù cho có đi mua linh quỷ thì cũng phải có một cái dưỡng hồn tháp thật tốt để tầm bổ cho nó. Còn phải thường xuyên đưa nó ra bên ngoài để hấp thu huyết nhục. Bởi vậy tuy rằng ngự quỷ quyết rất cường đại. Nhưng mà nói dễ thì cũng dễ mà nói khó thì cũng cực kỳ khó để tu luyện. Ngô Thiên Thu lại dốc toàn lực thi triển một chiêu quỷ sát trưởng nữa nhưng đồng dạng lại bị thị huyết quỷ tốt chắn mất sắc mặt xanh xám của hắn trở nên trắng bạch thiếu chút nữa hắn đã đánh tan thị huyết quỷ tốt lúc này hắn giống lên một tiếng cả người đỏ bừng cầm đao nhào lên đồng dạng vẫn liên tục phát ra tiếng quỷ khiếu dữ tợn vô cùng hung tàn tuy rằng quỷ sát trưởng không kém nhưng mà dù sao ngô thiên thu cũng chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba liên tiếp thi triển hai chiêu quỷ sát trưởng có uy lực cường đại đã là một chuyện tình rất miễn Cưỡng rồi, hắn đành phải lấy thanh tiểu kiếm màu xanh thẫm ra. Dùng thần thức chỉ huy nó hướng tới thị huyết quỷ tốt chém tới. Lôi động có chút đau lòng, thị huyết quỷ tốt bị thương. Lúc này tự nhiên là hắn không có khả năng nhàn rỗi. Đồng dạng cũng điều khiển thanh tiểu kiếm màu xanh lục. Hóa thành một đạo lục quang hung hăng chém qua bên kia. Cành một tiếng, thị huyết quỷ tốt cứng đấu cứng với đòn tấn công kia thanh tiểu kiếm của lôi động thì ngoan độc bổ vào ngô thiên thu. Trên người ngô thiên thu nhất thời hiện lên một tấm chắn tối đen có điêu khắc mặt quỷ giữ tận đỡ. Lấy thanh đao, hai người đều thi triển những pháp thuật không kém của tông phái. Vốn trọng tài cho rằng đây sẽ là một hồi so đấu nhàm chán thì giờ đây tinh thần cũng rung lên. Mặt khác những người ở bên dưới. Nghe nói có quỷ sát trưởng và quỷ tốt cấp 4 xuất thế thì đều sôi nổi tụ tập lại đây nhưng mà thường thường sẽ bị chém một nhát cái pháp khí tấm chắn kia thường sẽ ở trong thời khắc mấu chốt đỡ một đao này cho hắn nhưng dù sao thì đây cũng không phải kế lâu dài tính toán một chút ngô thiên thu dứt khoát tập trung toàn bộ tinh lực lên trên người lôi động hắn chỉ huy tiểu kiếm màu xanh thẫm hướng về phía lôi động chém tới vì biết lôi động không có pháp khí phòng ngự đích xác lôi động không có pháp khí nào mang tính phòng ngự nhưng mà trung phẩm đăng vân hoa mà lão tổ ban cho chẳng lẽ chỉ để trang thí. Thân hình hắn hơi động một chút tiểu kiếm của đối phương chỉ bắn chúng tàn ảnh. Đồng thời hắn tiếp tục thúc giục tiểu kiếm của mình, hung hăng chém tới Ngô Thiên Thu. Mai rùa cũng chỉ là mai rùa, dù cho có cứng rắn đến mấy thì cũng không thể đỡ được vĩnh viễn. Chương 45: Quyết đấu Chu Minh Hoa thượng. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Thu ở vào thế hạ phong cực kỳ chật vật giống như bắt đầu chống đỡ không được nhưng mà trong lòng lôi động cũng vẫn còn cảnh giác dù sao thì cái màn lội ngược dòng huyết tinh hắn nhìn thấy trong trận tỷ võ ba năm trước đây cả đời này hắn cũng không quên được ầm um, sau đó thị huyết quỷ tốt tung một đòn nghiêm trọng tấm chắn này nhất thời vỡ tan linh lực lưu động mơ hồ trên đó đã tiêu tán sạch ta nhận thua lôi động cũng lập tức dừng thế công lại thị huyết quỷ nhu thuận xoay người trở về đứng bên cạnh hắn. Trận tỉ thí 3 năm của vạn quỷ quật lôi đài thứ hai lôi động giao đấu với Ngô Thiên Thu. Kết quả so đấu, lôi động thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả, lôi động cũng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm mắng. Tiểu tử Ngô Thiên Thu này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Chẳng những luyện quỷ sát trưởng vô cùng cường đại mà còn có cả pháp khí phòng ngự. Trần Mâu và Vệ Hoa thấy lôi động thắng lợi, hai người liền hô to ủng hộ những người còn lại sau khi xem xong trận đấu cũng phấn khích mà hò hét theo. Nhưng là nói trở lại, quỷ sát trưởng đích thật là phi thường lợi hại. Chẳng những bộc phát ra uy lực cường đại, đáng sợ hơn chính là trong đó còn ẩn chứa âm sát. Nếu đánh chúng người thì sẽ xâm nhập vào trong cơ thể, ăn mòn khí lực trong huyết mạch. Rất khó trừ tận gốc. Nhưng mà quỷ tốt thuộc loại thân thể dạng năng lượng tinh khiết. Quỷ sát trưởng đánh vào trên người nó, chẳng qua chỉ là phải thừa nhận uy lực bộc phát cường đại mà thôi tính ăn mòn của âm sát thì không hề có nửa điểm tác dụng lôi động ở trước mặt bao nhiêu người lấy ra cái dưỡng hồn tháp có hình dáng độc đáo âm linh dày đặc kia rõ ràng là thượng phẩm dưỡng hồn tháp chứ không phải là vật phàm gì chậm rãi thu hồi còn thị huyết quỷ tốt bị thương vào bên trong ngay cả vị trọng tài trúc cơ kỳ cũng thở nhẹ một tiếng Thượng phẩm dưỡng hồn tháp, khó trách ngươi có thể luyện được quỷ tốt cấp 4 nhanh như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người lại càng thêm ghen ghét lôi động. Đây chính là thượng phẩm pháp khí, bên trong những đệ tử cùng giới. Thượng phẩm pháp khí mà mọi người biết tới cũng chỉ có Đinh Uyển Ngôn là có một kiện. Nghe được tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người xung quanh. Lúc này lôi động mới thản nhiên thu hồi dưỡng hồn tháp hắn sớm biết nhất định sẽ có rất nhiều người suy đoán xem tại sao mình lại có quỷ tốt cấp 4. So với việc để cho bọn họ đoán mò, còn không bằng hào phóng để cho người ta biết mình có một cái thượng phẩm dưỡng hồn tháp. Tuy nói mặc dù là một cái thượng phẩm dưỡng hồn tháp cũng khó có thể ở trong 2-3 năm biến. Một con hạ phẩm linh quỷ thăng lên đến cấp 4. Nhưng nếu mà chịu khó để cho quỷ tốt cắn nuốt một ít huyết nhục của yêu thú hoặc là của dã quỷ cộng với làm huyết tế vài lần thì cũng không phải là không thể thăng tới. Cấp 4. Kế tiếp, những trận đấu sau đó lại được bắt đầu, mỗi khi có trận đấu nào phấn khích. Mọi người liền lập tức xúm vào. Thứ nhất là quan sát người khác chiến đấu để hát thu kinh. Nghiệm, thứ hai là cũng muốn nhìn một chút xem đòn sát thủ của mỗi người là cái gì. Cả ngày trôi qua, thật ra khiến cho lôi động cảm thấy nghiêm túc hơn là quyết tâm. Dù sao thì không phải mỗi người cũng đều có quỷ sát trưởng uy lực không tầm thường như ngô. Thiên thu, về phần đối thủ của Trần Mâu, không đề cập đến cũng thế, thoải mái giành thắng lợi. Liên tiếp 10 vòng đấu, lôi động chưa bao giờ gặp phải đối thủ lợi hại. Chỉ là một đám đệ tử luyện khí kỳ tầng thứ hai tầng thứ ba có trang bị không mấy lợi hại. Lôi động chỉ cần gọi ra thị huyết quỷ tốt cấp 4 là đã có thể thoải mái giành thắng lợi về phần gặp được một tên luyện khí kỳ tầng thứ tư thì cũng khiến hắn phí thêm công sức một chút nhưng mà đến nay hắn cũng chưa cần phải dùng đến con linh quỷ thứ hai. Bởi vậy thành tích của hắn đã toàn thắng 10 trận liên tiếp. Cho đến vòng thứ 12, sau khi Chu Minh Hoa bốc thăm xong thì đột nhiên cười như điên. Đưa mắt tìm tòi trong đám người bên dưới một phen. Cuối cùng đem ánh mắt rừng ở trên người lôi động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc hung tàn. Quả nhiên sau khi chủ bút thông báo kết quả của lá thăm, lôi đài thứ hai trận thứ năm, Chu Minh Hoa giao đấu với lôi động. Bởi vì sớm hay muộn cũng phải chiến đấu với Chu Minh Hoa nên lôi động cũng đã sớm chuẩn bị tâm. Lý, mấy ngày nay hắn cũng luôn luôn lưu ý sức chiến đấu của Chu Minh Hoa. Thân là một trong những đệ tử thân truyền của lão tổ tài nguyên hùng hậu. Trong 3 năm nay hắn cũng đã tiến lên đến luyện khí kỳ tầng 5, thực lực tự nhiên là bất phàm. Nhưng mà trong hơn 12 trận đấu trước, hắn chỉ thắng có 11 trận. Đả bại hắn rõ ràng cũng chính là một đệ tử thân truyền của lão tổ khác Tả Siêu. Nhìn ra được, Chu Minh Hoa cũng luôn luôn không có cảm tình gì đối với người luôn cưỡi lên đầu. Mình là Tả Siêu, trong trận thi đấu đã quyết tâm giành chiến thắng, nhưng cuối cùng lại kém một chiêu mà thua cuộc. Nhưng mà cũng là bởi vậy mà thực lực cực mạnh của hắn đã bại lộ ra ngoài không biết có phải là bởi vì chu minh hoa ngay từ đầu đã không lấy được lòng của lão tổ hay không lôi động cảm thấy cái này chính là bi kịch mọi người đều là đệ tử thân truyền đinh uyển ngôn thì có một thân trung phẩm một món thượng phẩm pháp khí mà tả siêu thì cũng một thân hạ phẩm và một món trung phẩm về phần chu minh hoa này thì cũng chỉ có vài món hạ phẩm pháp khí coi như không tệ mà thôi ở trong mắt đệ tử bình thường thì bộ trang phục và vài món pháp khí này cũng coi như không tối. rồi nhưng hắn là đệ tử thân truyền trên người đều là hạ phẩm pháp khí thì rất khó coi. bởi vậy có thể suy đoán có lẽ người này ở trong mắt của lão tổ cũng không quá được sủng ái. ba người lôi động được lão tổ ban cho trung phẩm pháp khí hoàn toàn có tư cách khinh bỉ tên quỷ nghèo này cũng là rất có thể vì nguyên nhân như vậy mà người này mới cảm thấy không ưa ba người lôi động nhất là lúc ấy lợi dụng môn quy buộc hắn phải hướng tới Trần Mâu mà xin lỗi, càng khiến cho hắn hận thấu xương. Nhưng mà hiện tại, chỉ sợ cừu hận lớn nhất chính là quan hệ không rõ ràng của Lôi Động và Đinh. Huyền Ngôn, ai, y, lòng dạ hẹp hòi hại chết người. Trước khi hắn chiến đấu một trận với Tả Siêu, Lôi Động còn hơi lo lắng về hắn. Nhưng mà sau khi trải qua trận chiến ấy, Lôi Động cũng chỉ có thể cười cười, bản lĩnh như vậy căn bản là không cần đến ba con quỷ xuất hiện là có thể thu thập được hắn. Về phần hai môn pháp thuật mà hắn luyện tập kia, phân biệt là đồ linh chỉ và huyền âm thuẫn. Một công một thủ đều là những pháp thuật cực kỳ lợi hại. Lấy uy lực của đồ linh chỉ mà nói, uy lực không kém hơn quỷ sát trường. Chương 46, quyết đấu Chu Minh Hoa, hạ. Nhưng mà có lẽ do người này quá mức theo đuổi cảnh giới tu vi ngày thường quá mức xem nhẹ tu luyện pháp thuật cùng chiến đấu thực tế thì triển hai công pháp này còn chưa thành thạo rất khó coi cũng chỉ có thể dựa vào tu vi cao cường và một thân hạ phẩm pháp khí mà áp đảo được đệ tử bình thường mà thôi gặp được cao thủ thì chỉ có thể xác định nghỉ cơm bất động xem xong trận đấu của trần mâu và vệ hoa ba người cùng nhau tụ tập về hướng lôi đài thứ hai chu minh hoa có lẽ là đang sốt ruột báo thù đã sớm canh giữ nơi này cùng với mấy người hầu vừa thấy lôi động tiến lại liền không nhịn được mà trào phúng lên lôi sư huynh không phải là hôm nay sẽ lại lấy môn quy ra dọa ta đấy chứ chỉ bằng vào cái tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba của hắn mà cũng muốn làm sư huynh của chu sư huynh sao nằm mơ đi ta nói đây là hắn không biết trời cao đất dày chu sư huynh là đệ tử thân truyền của lão tổ hắn xứng sao mấy người hầu ngươi một lời ta một câu châm chọc lôi động nghe xong không khỏi bật cười loại thủ pháp khiêu khích này cũng quá yếu đi không phải là sợ chính mình không chịu chiến sao thật là một đám trẻ con lôi động cẩn thận một chút đừng mắc mưu của hắn tuy nói sớm biết rằng lôi động chín chắn trưởng thành hơn nhiều so với những đệ tử thiếu niên bình thường nhưng trần mâu vẫn cẩn thận nhắc nhớ chợt lại hướng ánh mắt về phía vệ hoa ở phía sau, dẫn đầu cười lạnh phản kích. Vệ sư đệ, thế nào mà dây quần cũng không cài chặt. Để nó bay ra ngoài như vậy không thấy xấu hổ sao? Chu Minh Hoa sừng sốt một lúc, sau đó mới nghĩ là hắn đang chửi mình. Lúc này khuôn mặt trở nên đỏ bừng, phẫn nộ nhìn Trần Mâu. Không đợi hắn kịp phản kích, vệ hoa liền nở nụ cười bại hoại. Chu Sư Huynh, lần trước ta ở phiền thành có nghe nói về nhà ngươi những hàng xóm xung quanh đều nói cha hắn chính là ông nội lời này ngay cả lôi động cũng ngây người ra một chút sau đó suy nghĩ cẩn thận không khỏi buồn cười vỗ vai vệ hoa một cái chớ nói nhảm nếu không hắn lại nói huynh bất kính với sư huynh lôi sư huynh ta nói là đúng sự thật hàng xóm láng giềng của hắn đều nói như vậy vẻ mặt của vệ hoa nghiêm nhị nói bạn đang đọc truyện tại chuyện phun vkvk chuyện phun nếu như ta hồ ngôn loạn ngữ sẽ bị thiên lôi đánh chết sẽ bị chế thành hồn đăng thiêu đến chết nếu không tin lời ta nói thì có thể đến phiền thành hỏi thăm người xem xung quanh cũng là những người hiểu chuyện đều hít sâu vào một hơi khí lạnh vệ hoa đã nói ra lời thề ác độc loại này sự tình chỉ sợ có tám chín phần là sự thật sau đó ánh mắt mọi người lại chuyển sang chu minh hoa ra mặt hết hồng lại xanh cả người run rẩy không thôi tựa hồ là muốn xét nát vệ hoa mới cam tâm. Được, việc lần này có lẽ không cần hoài nghi nữa, có lẽ là chắc chắn mười phần rồi. Ánh mắt của những người hiểu chuyện nhìn về phía Chu Minh Hoa cũng rất khác thường. Những người nghe không hiểu thì vẻ mặt mờ mịt. Lồi động cũng hiểu ra rồi, phỏng chừng hai người này là bởi vì đối địch với Chu Minh Hoa mà đã. Sớm liên hệ với người nhà, phái người đi điều tra một chút sự tình của Chu Minh Hoa dưới loại tình huống mấu chốt này tiết lộ những chuyện riêng tư không muốn người khác biết ra chỉ sợ sẽ khiến cho chu minh hoa mất đi lý trí lôi động âm thầm lưu ý rất sợ người này xuất kỳ bất ý hạ độc thủ nhưng mà hiển nhiên trần mâu cũng không muốn buông tha cho hắn dễ dàng như vậy làm một vẻ mặt vô tội thuần khiến hỏi vệ sư đệ đệ nói vậy là có ý gì ta nghe không hiểu lắm nhà của chu sư đệ làm sao vậy tại sao cha đẻ lại là ông nội im miệng chu minh hoa gắt gao phát ra một thanh âm từ trong kẽ răng tay phải đột nhiên động một chút một cột sáng màu u lam từ ngón tay hắn bắn nhanh về hướng vệ hoa rõ ràng là đồ linh chỉ có lực sát thương cực lớn vệ hoa hừ lạnh một tiếng cơ hồ là cùng lúc đó liền khởi động pháp quyết một cái lá chắn do huyền âm thuẫn trong suốt tạo thành lập tức che kín toàn thân lực lượng phòng ngự cũng được thần thức hắn thúc giục mà tập trung ở phía trước người. Lập tức hình thành một cái tấm chắn trong suốt. ba Đồ Linh chỉ và huyền âm thuẫn giao kích với nhau. Có lẽ là do Chu Minh Hoa không chịu luyện tập thường xuyên. Nên dù Tu Vi có cao hơn vệ hoa thì Đồ Linh chỉ cũng không có xuyên được qua tấm chắn của vệ. Hoa ngược lại đồng quy vu tận với hộ thuẫn. Giỏi cho Chu Minh Hoa ngươi, ban ngày ban mặt dưới sự chứng kiến của mọi người ngươi dám mưu sát sư đệ đồng môn. Hiển nhiên là vệ hoa không khách khí nữa, bi phẫn hét lên. Người chính là một tên tiện chủng. Ai không tin thì có thể đến phiền thành hỏi thăm. Nếu vệ hoa ta ăn nói bừa bãi thì sẽ trở thành hồn đăng mà chết. Tên tiện chủng Chu Minh Hoa ngươi dám cùng ta phát hệ không? Tuy rằng hai người này đều có xuất thân bất phàm, nhưng mà chính bởi vì như thế. Mới có kiến thức rộng rãi, mắng người thì cũng đều có căn cứ so với mấy tên tiểu hài từ thuẫn miệng châm chọc kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đại đa số những người nghe hiểu lại nhìn về phía Chu Minh Hoa. Ánh mắt giống như đang nhìn quái vật vậy. Chuyện này vốn là cơn ác mộng không thể xua tan được ở trong lòng Chu Minh Hoa. Vốn cho là sau khi đến âm sát tông này hắn hoàn toàn có thể quên đi quá khứ của mình. Lại thật không ngờ bí mật lớn nhất của mình lại bị ba tên gia hỏa đáng giận này phanh phui ở. Trước mặt bao nhiêu người gương mặt sưng lên rồi chuyển thành màu đỏ tím nhưng lại không dám phát ra lời thề độc cùng vệ hoa khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ hung lệ ta muốn giết hết tất cả các ngươi đồ linh chỉ chu minh hoa bi phẫn gầm lên một chút lại có một đạo quang hoa màu u lam bắn ra trần mâu cười lạnh một tiếng dùng thần thức để điều khiển lá chắn một tấm chắn tràn đầy hắc khí ở bên trên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ba một tiếng tấm thuẫn hung hăng tiếp một kích của chu minh hoa lực xuyên thấu của đồ linh chỉ rất mạnh nếu là pháp khí phòng ngự bình thường nói không chừng ở dưới một chỉ này nếu không bị đánh nứt toác ra thì cũng bị hư hại nặng nhưng mà tấm chắn này của trần mâu chỉ hơi nhúc nhích một chút hắc khí ở xung quanh ở giảm một chút dù sao thì đó cũng là trung phẩm pháp khí phòng ngự làm sao có thể dễ dàng bị hủy như vậy Năm đó lão tổ ban thưởng cho ba người cực kỳ công bằng. Mỗi một người đều có một món trung phẩm pháp khí, cộng thêm một trăm viên linh thạch. Đều là căn cứ theo công pháp mà ba người lôi động tu luyện mà ban cho. Lôi động đạt được chính là đăng vân hoa để tăng tốc độc. Trần Mâu lấy được tấm ác quỷ thuẫn này. Về phần vệ hoa am hiểu phòng ngự thì lấy được hỏa vân kiếm. Bởi vậy có thể thấy được khi lão tổ phong thưởng ít nhiều cũng đã có tâm tư chương 47, sinh tử chiến. Hắc hắc, đồ linh chỉ cũng không hơn gì thứ này. Không bằng cho ngươi nếm thử minh hỏa đạn của ta. Đối với Chu Minh Hoa chưa quen thuộc huyền âm thuẫn thì căn bản là không kịp bắt quyết làm. Phép chỉ có thể sử dụng hạ phẩm pháp khí loại phòng ngự để chống đỡ. âm Minh Hỏa đạn bắn ngay vào tấm thuẫn sau một tiếng nổ mạnh kịch liệt. Minh Hỏa màu u lục bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng đám người vây xem nhất thời hoảng hốt lập tức nhảy ra phía bên ngoài. Họ sợ sẽ chạm phải một chút minh hỏa mà ăn đau khổ. Trên thực thế minh hỏa còn có một cái tên khác chính là u hỏa. Nếu chạm vào trên người, sẽ trực tiếp thiêu hủy hồn phách của con người, nếu không sớm dập tắt. Nó sẽ từ từ thiêu đốt đến chết. Minh hỏa đạn nổ ngay ở trước mặt như vậy. Dù có hạ phẩm pháp khí để phòng ngự thì cũng khó tránh khỏi da sẽ nứt nẻ lôi động cũng đã được chứng kiến qua ba loại pháp thuật mang tính công kích khác nhau. Dựa theo uy lực mà nói chỉ sợ uy lực của Minh Hỏa Đạn là mạnh nhất. Khi thi triển ra thì như bài sơn đảo hải, khí thế phi phàm, nhưng mà cũng tiêu hao lớn nhất. Loại tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ ba như Ngô Thiên Thu. Sau khi thi triển ra hai lần thì cũng không có cách nào phát ra được đến lần thứ ba. Về phần minh hỏa đạn, uy lực so với quỷ sát trưởng thì yếu hơn một ít nhưng mà xem xét kỹ lưỡng thì minh hỏa đạn thuộc về loại pháp thuật công kích trên diện rộng. Nhờ vào việc nổ mạnh để sinh ra sóng xung kích đả thương địch thủ, hơn nữa còn bắn ra minh hỏa. Nếu luyện đến trình độ cao thâm có thể phá tan một mảnh. Trong ba pháp thuật đó thì uy lực của đồ linh chỉ nhỏ nhất. Nhưng lại có được lực xuyên thấu rất mạnh và tốc độ người khác khó lòng phòng bị. Ngoài ra tu luyện đồ linh chỉ cũng đơn giản nhất, không cần hấp thu sát khí cũng không cần hấp thu minh hỏa hoàn toàn là sử dụng huyền âm chân khí tinh thuần hơn nữa quan trọng là đồ linh chỉ cũng là tiêu hao nhỏ nhất nhìn chu hoa minh vừa rồi liên tục thi triển hai chiêu đồ linh chỉ mà không hề gặp trở ngại gì như vậy có thể biết chân khí nó tiêu hao khẳng định là không lớn bất luận là quỷ sát trưởng đồ linh chỉ hay là minh hỏa đạn thì đều là những pháp thuật cực mạnh có yêu có khuyết ngay khi tấm thuẫn hạ phẩm của chu minh hoa xuất hiện vết nứt thì vệ hoa liền cười lạnh một tiếng ngón tay vừa động một thanh phi kiếm tràn ngập hỏa diễm đâm thẳng về phía chu minh hoa giống như một mũi tên cũng may sau khi chu minh hoa bị minh hỏa đạn công kích thì đã dự đoán đến việc này sẽ xảy ra trước tiên liền thi triển huyền âm thuẫn huyền âm thuẫn âm hàn nhất thời bao bọc người hắn cũng hướng về phía trước mà ngưng tụ lại oanh gặp tai họa đầu tiên chính là tấm thuẫn hạ phẩm của chu minh hoa nó vốn đã ở trạng thái nứt nẻ làm sao có thể chống đỡ được công kích của trung phẩm pháp khí hỏa vân kiếm sau khi đánh tan cái thuẫn hạ phẩm thế tiến công của hỏa vân kiếm vẫn không có ngừng lại tiếp tục va chạm với huyền âm thuẫn huyền âm thuẫn không hổ là một trong những pháp thuật hộ thể mạnh nhất của luyện khí kỳ trong âm sát tông có thể cứng rắn chặn đòn tấn công này hỏa vân kiếm dừng lại ở bên ngoài cách lồng ngực hắn mấy tấc nhưng mà huyền âm thuẫn của hắn cùng lúc đó cũng đã hơi rung động lúc sáng lúc tối hiển nhiên sau khi đỡ một kích này cho dù không có vỡ tan tại chỗ thì cũng không duy trì được bao lâu dừng tay quỷ nô bay tới nhanh như chớp một đôi mắt lạnh lẽo dày đặc quét qua toàn thân mọi người một vòng ngay cả lôi động đứng ở chỗ đó cũng không khỏi cảm thấy hàn khí ấp tới mạnh mẽ dùng mình một cái cuối cùng ánh mắt của quỷ nô rừng ở trên người chu minh hoa thấy được chẳng những hắn đang hết sức chật vật mà sắc mặt cũng cực kỳ khó coi không khỏi khẽ cau mày chu minh hoa ngươi nói đi hiển nhiên là chu minh hoa rất kiêng kỵ đối với quỷ nô của lão tổ sắc mặt hoảng sợ nhưng mà muốn hắn tường thuật lại chuyện mình chịu nhục và những chuyện riêng tư của mình ở trước mặt mọi người thì như thế nào cũng không nói ra miệng được nhưng mà ở trước mặt quỷ nô hắn lại không dám nói dối dù sao thì ở nơi này cũng có nhiều người có thể làm chứng trong lúc nhất thời gương mặt có hắn hết đen rồi lại đỏ ấp úng không nói lên lời hừ quỷ nô bất mãn hừ một tiếng lại nhìn về phía lôi động lôi tiểu tử ngươi nói dựa theo lối xưng hô của hai người thì hiển nhiên quỷ nô cũng hơi có chút gần gũi đối với lôi động thưa tiền bối sắc mặt của lôi động bình tĩnh sau khi thi lễ một cái. Hắn gần từng tiếng một kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần, hơn nữa không có nói dối nửa câu. Quỷ nô nghe xong thì sắc mặt bình thản, khiến cho người ta không thể đoán ra được ý nghĩ của hắn. Hắn nhìn quanh bốn phía một chút, nếu còn tiếp tục lén lút đánh lộn trong lúc tỉ thí, phạt mỗi người một trăm roi. Lôi đài số hai tiếp tục so đấu hiển nhiên vị trọng tài trúc cơ kỳ kia rất kiêng kỵ đối với quỷ nô vội vàng căn cứ theo danh sách gọi lôi động và chu minh hoa lên sân đấu có cơ hội thì đấu không có cơ hội thì nhận thua đi chúng ta chỉ có thể làm được như vậy thôi trần mâu thấp giọng nói với lôi động hiển nhiên tất cả những chuyện này đều đã sớm được lên kế hoạch dù cho chu minh hoa không khiêu khích trước thì trần mâu cũng sẽ tìm cơ hội để gây sự thứ nhất là khiến chu minh hoa mất đi lý trí thứ hai là làm tiêu hao bớt đi chân khí và pháp khí của hắn thoạt nhìn hiệu quả coi như không tệ trong khoảng thời gian ngắn chu minh hoa đã hai lần thi triển đồ linh chi và một lần huyền âm thuẫn chân khí trong cơ thể chỉ sợ đã không còn được một nửa về phần đánh tan cái tấm thuẫn hạ phẩm kia thì lại là thu hoạch ngoài ý muốn yên tâm các huynh đã vì ta mà mạo hiểm đến tình trạng này nếu ta còn không thắng được hắn vậy thứ dứt khoát trở về cưới vợ sinh con cho xong còn tu hành cái gì nữa khóe miệng của lôi động mỉm cười lộ ra vẻ tự tin lôi động nhanh đi lên nhận lấy cái chết chu minh hoa đã nhanh chóng nhảy lên lôi đài bi phẫn gào lên chu minh hoa dù cho ngươi một lòng muốn tìm đến cái chết thì cũng không cần phải vội vã như vậy chứ lôi động chắp tay sau lưng thần thái nhãn nhã tiêu sái đi lên lôi đài liếc ánh mắt khinh thường nhìn hắn, chậm rãi lắc lắc đầu. Lôi động, ngươi cũng là một kẻ bẻ mép lắm. Có dũng khí thì hôm nay ngươi cũng đừng nhận thua. Chúng ta làm một cuộc đấu sinh tử trên lôi đài. Hôm nay Chu Minh Hòa đã bị ba người làm cho mất đi lý trí. Giờ phát này ý niệm duy nhất trong đầu chính là dùng máu tươi của lôi động để rửa sạch sỉ nhục của mình. Không chỉ có lôi động mà còn cả hai tên tiểu nhân Trần Mâu và Vệ Hoa nữa. Chương 48 Ám ảnh lệ quỷ thượng Lôi động vui vẻ trong lòng, đây chính là ngươi tự tìm cái chết, chớ có trách ta. Nhưng vì bảo hiểm, hắn liền quay đầu lại hướng về phía vị trọng tài trúc cơ kỳ kia. Cung kính hỏi, tiền bối, không biết là có loại quy củ này hay không? Có loại quy củ này, nếu các đệ tử có mâu thuẫn không thể hòa giải, có thể tiến hành quyết đấu sinh tử trên lôi đài, không chết không ngừng nhưng nhất định phải do song phương hai bên đều chủ động đồng ý mới được vị trọng tài kia có chút do dự nhìn quỷ bộc đang phiêu phù ở cách đó không xa nhưng bây giờ là trận tỉ thí ba năm để cho bọn họ ký tên đi quỷ bộc âm lãnh nói một câu trọng tài lập tức lấy một tờ giấy ra sau đó đưa cho chu minh hoa chu minh hoa liền ký tên mình xuống không chút do dự sau đó vẻ mặt trở nên nham hiểm nhìn về phía lôi động họ lôi kia, không phải là ngươi không dám chứ? Muốn về nhà ú mẹ thêm vài năm nữa rồi hãy đến thi đấu hay không? Lôi động, Trần Mâu hơi cau mày, ở giới đài nghiêm nghị nói. Ngày sau sẽ có cơ hội. Lôi động đưa ánh mắt bình tĩnh về phía hắn. Khóe miệng mỉm cười lấy bút ký tên mình trên tờ giấy sinh tử. Chu Minh hòa đấu với lôi động, giấy sinh tử đã được lập, song phương thi đấu với nhau. Không chết không ngừng. Trọng tài tuyên bố xong lập tức lui về phía sau. Bắt đầu thi đấu. Lôi động, ngày này sang năm sẽ là ngày rỗ của ngươi. Vừa dứt lời, một chiêu đồ linh chỉ từ ngón tay hắn phóng tới. Lôi động khinh thường hừ nhẹ một tiếng, dường như là đã sớm chuẩn bị. Khi hắn vừa giơ ngón tay lên thì thân hình liền lóe lên một cái. Phối hợp với đăng vân hoa, thân thể của hắn biến thành một cái bóng nhàn nhạt cột sáng màu u làm gần như là xẹt qua sát thân thể hắn. Bắn thẳng ra ngoài xa mới đụng phải cấm chế của lôi đài. Hai luồng sức mạnh đụng nhau tuôn ra một vầng sáng rực rỡ. Khiến cho cấm chế bảo vệ của lôi đài cũng tạo thành từng đạo gợn sóng. Cùng lúc đó, cánh tay của lôi động hơi nâng lên một chút. Thị huyết quỷ cấp 4 hiện hình liền tiến vào trạng thái khát máu. Liên tục hướng tới Chu Minh Hoa đánh tới chu minh hoa thấy đòn tấn công của mình dễ dàng bị né tránh cũng cực kỳ thất vọng nhưng mà thị huyết quỷ đánh tới hắn lại không thể khởi động được huyền âm thuẫn ngay lúc đó trong tay của hắn bỗng xuất hiện một viên đan dược trong suốt phảng phất như có gì đó đau lòng không nỡ cuối cùng hắn liền trực tiếp ném viên đan dược kia vào trong miệng lôi động mỉm cười tên kia vốn dĩ bởi vì liên tiếp làm phép nên sắc mặt đã tái nhợt nhưng mà trong lúc này đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất rõ ràng, đây là một loại đan dược đặc thù có thể khôi phục chân nguyên ở trong lúc chiến. Đấu, vô cùng có khả năng chính là quy nguyên đan gì đó. Nhưng giá cả của thứ này cũng không phải là loại ngưng khí đan sử dụng khi luyện khí đả tòa có. Thể so sánh được, tài liệu luyện chế quy nguyên đan có rất nhiều loại dược liệu 500 năm. Mỗi một thứ rẻ nhất cũng phải hơn 10 viên linh thạch bởi vậy nếu không phải dưới tình huống cực kỳ khẩn cấp thì cũng không ai sử dụng viên thuốc này của chu minh hoa cũng là do lão tổ ban cho vì để phòng ngừa ngộ nhỡ các đệ tử thân truyền xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể dùng nó để khôi phục chân khí trong lúc khẩn yếu quan đầu mà cứu mình một mạng vì thế chu minh hoa cũng không sử dụng quy nguyên đan khi giao chiến với tả siêu dù có ăn cũng vô dụng tả siêu cũng có một viên nếu hắn cũng ăn vào chiến đấu đến cùng thì hắn cũng vẫn thua. Nhưng mà sắc mặt của lôi động cũng không vì vậy mà phát sinh biến hóa. Chu Minh Hoa dám ký giấy sinh tử với mình, không có khả năng trên người có con bài chưa lật. Hiện giờ quy nguyên đan cũng đã được xuất ra, nội tâm của lôi động càng thêm kiên định. Nhưng mà vệ hoa thì sắc mặt đại biến, nghĩ đến lôi động đã mắc mưu của Chu Minh Hoa. Một viên quy nguyên đan này cũng đủ để chân khí của Chu Minh Hoa hoàn toàn khôi phục nhưng trần mâu thì vẫn bình tĩnh như nước không nóng không lạnh nhìn xem ầm một đau của thị huyết quỷ đột nhiên bổ chúng huyền âm thuẫn khuấy động gợn sóng một trận bằng vào thực lực của nó đương nhiên là không thể nào một đau bổ đôi huyền âm thuẫn ra nhưng chỉ cần nó tiếp tục tấn công như vậy sớm hay muộn cũng sẽ đánh tan nó cảm thụ được huyền âm chân khí của mình vốn đã tiêu hao gần như sắp hết giờ đang khôi phục cực nhanh chu minh hoa lấy ra một thanh phi kiếm âm hàn pháp quyết vừa xong thanh phi kiếm âm hàn liền trực tiếp biến thành một đạo thanh hồn giống như là cá chép vượt sóng vạch lên một đường cong hướng tới lôi động vọt tới lôi động nhất thời thúc giục đang vân ngoa bay sang một bên nhưng mà tia lãnh hồng kia dưới sự chỉ huy của chu minh hoa giống như là giòi bám xương vậy mặc cho lôi động chạy đến chỗ nào thì cũng không thoát được khỏi nó nhiều lần còn suýt bị nó đánh trúng. Bộ dáng chật vật như vậy, ngay cả Trần Mâu luôn có chút tin tưởng đối với lôi động cũng không. Nhịn được mà trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Đinh một tiếng, một đạo quang mang màu xanh thẫm lóe qua. Hung hăng giao kích với đạo lãnh hồng kia. Tốc độ phi hành của đạo lãnh hồn kia nhất thời bị kiềm hãm. Nhưng mà hào quang màu xanh thẫm cũng lập tức ảm đạm không ít, lung la lung lay. Gần như không thể duy trì được lâu hơn thanh tiểu kiếm được tặng khi nhập môn quả nhiên không thể so sánh đơi với pháp khí công kích chân chính được nhưng lôi động muốn chính là một chút thời gian trong nháy mắt này lôi động bỗng thúc giục pháp quyết nhưng dường như sự tình gì cũng không hề phát sinh ngay sau đó lại vận dụng pháp quyết một lần lúc này ở trước mặt hắn mới có một cái pháp khí phi hành màu đen tuy rằng hai thứ này đều có thể bay cũng đều là kiếm nhưng công dụng lại khác nhau một trời một vực Loại pháp khí mang tính công kích không phải chỉ có một loại kiếm, mà pháp khí phi hành lại càng không phải chỉ có kiếm. Nhưng mà hình thể kiếm là thứ thường xuyên được người ta chọn mà thôi. Lôi động vừa bước một bước liền vừa vặn đứng lên trên mị ảnh, tâm niệm vừa động, mị ảnh lập tức tuôn năng lượng mãnh liệt, trở lôi động bay loạn một hồi. Bởi vì bốn phía xung quanh lôi đài đều có cấm chế tồn tại, lôi động cũng không thể trực tiếp bay lên chín tầng mây được. Pháp khí phi hành, phẩm chất dường như còn rất không tệ. Có người bắt đầu kinh hô lên, trong thanh âm rõ ràng mang theo vẻ ghen tị mãnh liệt. Lôi đài số 2 này người xem đã càng ngày càng nhiều. Gần như là toàn bộ những người có mặt ở đây đều đã chạy tới để quan sát trận đấu sinh tử này. Chu Minh Hoa cũng ngạc nhiên, hắn không dự đoán được lôi động lại có được loại pháp khí phi hành mau lẹ như vậy, nhanh đến nỗi phi kiếm của mình cũng đuổi không kịp. Chương 49 Ám ảnh lệ quỷ hạ. Nhất thời hắn có chút tức giận, sau đó triệu hồi phi kiếm. Bắt đầu dùng thanh phi kiếm âm hàn này để tiêu diệt thị huyết quỷ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trước tiên cứ xử lý quỷ tốt cấp 4 của ngươi trước. Sau đó sẽ chậm rãi thu thập ngươi, xem ngươi muốn đấu cùng ta như thế nào. Đòn tấn công của thị huyết quỷ luôn bị ngăn cản, lực lượng va chạm với nhau phát ra tiếng vang kịch liệt thị huyết quỷ vẫn từng đau từng đau chém lên huyền âm thuẫn như cũ huyền âm thuẫn cũng đã trở nên cực kỳ không ổn định sau đó liền vỡ tan phóc chu minh hoa chỉ cảm thấy sau lưng mình bị cái gì hung hăng đập một cái thân thể lảo đảo ngã về phía trước sau lưng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt đánh lén hắn chính là con linh quỷ đầu tiên của lôi động được hắn đặt tên là ám ảnh quỷ bọc. Tuy rằng trước mắt nó có tu vi cấp 3 đỉnh, nhưng mà một kích đánh lén từ phía sau lưng. Dưới tình thế Chu Hoa Minh không kịp chuẩn bị cũng không khiến hắn trọng thương. Cái này cũng bởi vì hắn đã là luyện khí kỳ tầng nam. Tính chất của thân thể vốn dĩ vượt xa người thường, chân khí tự hình thành nên bản năng hộ thể. Chắn bớt hầu hết lực sát thương. Nhưng dù là như thế, ám ảnh quỷ cũng đã để lại một miệng vết thương lớn sâu thấy xương ở sau. Lưng hắn. Nếu không phải huyền âm chân khí trong cơ thể Chu Minh Hoa tự động làm liền mạch máu, lại thì chỉ cần vết thương này cũng đủ khiến hắn chảy máu mà chết. Thấy Chu Minh Hoa bị đánh bay tới, Thị Huyết Quỷ tự nhiên không chút khách khí nâng tay lên mãnh liệt chém xuống. Chu Minh Hoa hoảng sợ vội vàng triệu hồi phi kiếm ngăn lại. Cùng lúc đó thì linh quang chợt lóe, hắn lách sang bên cạnh một cái. Bất chấp thương thế ở phía sau lưng, triển khai thân pháp, cất bước chạy như điên. T, một tiếng vang nhỏ, thanh tiểu kiếm màu xanh thẫm của Lôi động kia cũng tới đúng hẹn. Không có nửa điểm khách khí chém vào bắp đùi của hắn, khiến cho Chu Minh Hoa đang chạy suýt nữa thì ngã chết. Đồ linh chỉ, Chu Minh Hoa liên tiếp điểm ra hai nhát, hai đạo u quanh bắn về phía hai quỷ tốt đang đuổi sát phía sau. Sắc mặt của hắn vốn đã đang tái nhợt, trong phút chốc đã không còn chút tơ máu hai quỷ tốt đồng thời cùng dựng lên lá chắn lấy cứng đấu cứng một kích này thị huyết quỷ thì hoàn hảo chỉ lui lại hai bước nhưng mà ám ảnh quỷ cũng bị đánh bay ra bên ngoài lá chắn trong nháy mắt nứt toác ra nhưng mà đồng thời cùng lúc đó thân thể của ám ảnh quỷ khẽ lắc lư một chút đồng thời biến mất dưới tầm mắt của tất cả mọi người hiển nhiên thiên phú pháp thuật của ám ảnh quỷ này chính là ẩn thân thuật cũng chỉ có thể lừa gạt một ít đê dai tu sĩ mà thôi. Ví dụ như người trọng tài trúc cơ kỳ và quỷ nô đang trôi nổi ở giữa không trung kia. Từ lúc lôi động triệu hoán nó đi ra thì họ đã phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng mà Chu Minh Hoa cũng thừa dịp này mà cố gắng dựng lên một cái huyền âm thuẫn. Đến bây giờ, chân khí của hắn đã tiêu hao gần hết. Chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển phi kiếm liên tục đón đỡ công kích của thị huyết quỷ về phần ám ảnh quỷ biến đi nơi nào thì hắn hoàn toàn không có khả năng nắm bắt song phương giao chiến đến lúc này đã rất rõ ràng rồi lôi động chiếm ưu thế tuyệt đối muốn thu thập chu minh hoa chỉ là vấn đề thời gian người vây xem cũng cảm thấy trận đấu này thật đúng là bất ngờ nguyên bản mọi người đều tưởng rằng sau khi chu minh hoa dùng quy nguyên đan thì đã chắc chắn thắng lợi nhưng sự tình rất nhanh đã chuyển biến đột ngột chẳng những lôi động có được pháp khí phi hành cường đại. Lại còn có một con quỷ tốt cấp 3 biết thuật ẩn thân. Dựa vào đánh lén, đã có thể xoay chuyển hoàn toàn thế cục. Chu Minh Hoa cũng biết không thể cứu vãn, thừa dịp ám ảnh quỷ còn chưa động thủ đánh lén. Vội vàng vừa chống đỡ công kích của thị huyết quỷ vừa hô lớn lên. Lôi động, ta nhận thua, nhận thua. Sau này ta không dám đấu với ngươi nữa. Khóe miệng lôi động không nhịn được mà lộ ra một tia cười lạnh thúc giục pháp quyết chỉ huy tiểu kiếm màu xanh thẫm tăng cường công kích với thị huyết quỷ mà cùng lúc đó ám ảnh quỷ ở phía sau hắn lại hiện ra đồng thời hung hăng bổ xuống một đao phanh 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 huyền âm thuẫn khuấy động từng đợt sóng gợn nổi lên bốn phía mà vặn vẹo kết quả của việc chủ tớ cùng phối hợp chính là chỉ sau thời gian gần bảy tức huyền âm thuẫn của chu minh hoa liền bị phá tan năng lượng tán giật hình thành lên từng đợt gió lạnh vây xung quanh hắn là hai quỷ tốt hơi mờ khuôn mặt dữ tợn chu minh hoa hình như đã cảm giác được trên cổ truyền đến cảm giác mát lạnh sắc mặt hắn thống khổ hối hận vì sao lại đi trêu chọc lôi động vì sao lại ký giấy sinh tử vì sao lòng dạ của lôi động lại ác như vậy không cam lòng ta không cam lòng tư chất của ta so với hắn thì tốt hơn cái đầu thật lớn của thị huyết quỷ cười dữ tợn không ngừng nhào lộn ở bên trên không trung hai con quỷ tốt bỗng nhiên hưng phấn thét lên hóa thành một đoàn xương mù đem thi thể của chu minh hoa cùng với sinh hồn tán loạn mờ ảo kia cuốn vào xèo xèo hai con quỷ tốt vui vẻ cắn nuốt huyết nhục sinh hồn tu sĩ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ năm đã trải qua tẩy tủy so với người thường hoặc là dã thú khác nhau rất xa đây đối với quỷ tốt mà nói chính là đồ ăn đại bổ chẳng những không cần lôi động hạ lệnh Dựa vào bản năng chúng nó cũng sẽ cắn nuốt máu thịt sinh hồn của kẻ thù sau khi chiến đấu. Nhưng mà những người đứng vây xem ở bên dưới, có gương mặt của vài người đã trở nên trắng bạch. Nhất là kết hợp với những lời cầu xin tha thứ của Chu Minh Hoa bảy tám tức trước khi chết. Cái tia sinh hồn đang bị căn nuốt kia giống như còn đang thể hiện nỗi thống khổ của hắn. Trước đó một khắc vẫn là đệ tử thân truyền có địa vị được tôn sùng. Sau một khắc liền đã biến thành bữa ăn ngon ở trong bụng quỷ quái. Nhất thời trong lòng bọn họ đều có hàn khí toát ra đồng thời còn là cảm khái thế sự vô thường. Nhất là đám người hầu của Chu Minh Hoa, nhìn về phía Lôi động tay chắp sau lưng. Chân dẫm phi kiếm ánh mắt lạnh lẽo ngạo nghễ đứng ở đó thì không tự chủ được mà lạnh run. Khớp hàm liên tục run rẩy. Cùng lúc đó những ánh mắt khinh thường ở bên dưới Lôi Đài lúc trước. Bây giờ đã trở nên có chút kính sợ. Quỷ tốt cắn nuốt rất nhanh, chẳng qua cũng chỉ là thời gian hơn 10 tức. Huyết nhục và bạch cốt cũng đã bị tiêu hóa sạch, còn lại cũng chỉ là một bộ quần áo, phi kiếm âm hàn, đai lưng chữ vật. Lôi động cũng không chút khách khí, thu hồi thanh phi kiếm âm hàn cùng với đai lưng chữ vật. Chương 50, Tâm ngoan thủ Lạt. Đối với trận đấu sinh tử, tất nhiên là Lôi động cũng đã đọc được ở trong môn quy. Người thắng có quyền được hết thảy mọi thứ của đối phương không phải chỉ là tài sản, ngay cả thân phận đệ tử thân truyền của hắn cũng đều có thể kế thừa. Theo ý nào đó mà nói, chỉ cần lão tổ không phản đối. Như vậy Lôi động sẽ là đệ tử thân truyền mới. Đương nhiên thân là đệ tử thân truyền thì sẽ được tài nguyên phong phú. Tất nhiên là cũng sẽ chịu sự ganh tị của rất nhiều người. Nếu quả thật có người đỏ mắt với địa vị của mình, chỉ cần hắn cảm thấy lợi hại hơn so với chính mình thì có thể phát động sinh tử đấu mặc dù nói là mình có quyền cự tuyệt nhưng là một đệ tử thân truyền của lão tổ năm lần bảy lượt cự tuyệt những đệ tử bình thường khiêu chiến chẳng những thanh danh cũng sẽ bị hao tổn mà ngay cả lão tổ cũng sẽ không thích trên thực tế đây cũng là một loại biện pháp thúc giục khích lệ là đệ tử thân truyền dưới tình huống có đông đảo tài nguyên nhất định sẽ càng mạnh và nhanh hơn đệ tử bình thường rất nhiều nếu không quy luật đào thải sớm hay muộn cũng sẽ phát huy tác dụng đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Chu Minh Hoa là đệ tử thân truyền. Sau khi bị người ta trào phúng lại phản ứng cực kỳ kịch liệt như vậy. Quả thật đệ tử thân truyền có rất nhiều ưu thế, nhưng áp lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Vòng đấu thứ 13, lôi đài thứ hai trận so đấu này, Chu Minh Hoa đấu với lôi động. Lôi động thắng cuộc, trọng tài trúc cơ kỳ hình như hoàn toàn làm ngơ đối với loại chuyện này ngược lại còn kiên nhẫn chờ đợi sau khi quỷ tốt cắn nuốt xong mới tuyên bố kết quả so đấu cuối cùng lúc này lôi động mới nhẹ nhàng thu hồi hai con quỷ tốt đang đỏ bừng vì cắn nuốt huyết nhục chậm rãi tiêu sái đi xuống lôi đài lôi sư huynh lôi sư huynh nguyên bản đám nam nữ không mấy khi nói chuyện với nhau kia bây giờ lại cùng nhau đi lên cung kính kêu sư huynh nhưng mà còn nhiều người chỉ đứng ở phía xa kính sợ nhìn lôi động lôi động chỉ hơi gật đầu một cái liền đi tới chỗ trần mâu và vệ hoa cách đó không xa hai người kia đều kinh hỉ không ngừng nhìn lôi động tuy rằng sớm biết lôi động có chỗ không tầm thường nhưng mà đợi đến sau khi hắn thật sự giết chết chu minh hoa trong lòng của hai người cũng cảm khái một phen lôi sư huynh chúc mừng huynh trần mâu bỗng nghiêm nghị lại thế nhưng lại thay đổi xưng hô trần sư huynh chúng ta cứ xưng hô như cũ đi cảm ơn hai người lôi động lắc đầu nở nụ cười. Thẳng thắn mà nói, Chu Minh Hoa cũng không phải là kẻ yếu. Nếu mà lúc trước không bị Trần Mâu và vệ hoa thiết kế, lừa cho hắn hao phí đi hơn phân nửa chân khí cùng với một tấm thuẫn thì lần này có thắng được. Cũng phải cực kỳ gian nan, nói không chừng ngay cả quỷ tốt thứ ba cũng phải lộ ra. Đối với hai người Trần Mâu và vệ hoa, lôi động vẫn là có chút cảm kích. Ngay từ đầu tiên kiếm được Linh Thạch đã phân cho mình một phần. Tuy rằng không đáng là bao nhưng cũng đủ thấy một phần tâm ý và quyết đoán của bọn hắn. Một hảo hán cũng phải có bằng hữu thế lực, đơn bạc chính là dễ dàng bị người ta khi phụ nhất. Ta nói mà, Lôi sư huynh không phải là loại người được thế liền trở mặt. Sắc mặt của Vệ Hoa ở bên cạnh cũng trở nên thoải mái. Lôi động ngoài mặt thoải mái, nhưng mà trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương. Dù sao thì mình cũng đã đánh chết đệ tử thân truyền ở trước mặt mọi người có trời mới biết lão tổ sẽ có phản ứng thế nào cái này gọi là thiên uy khó dò lão tổ là nhân vật đã đạt thành kim đan tâm tư làm sao lại khiến cho người ta dễ dàng suy đoán như vậy được đang trong lúc không yên bên tai liền truyền đến thanh âm rất nhỏ của quỷ nô lôi tiểu tử ra tay quá tàn độc rồi chỉ một câu này đã khiến cho lông tơ trên người lôi động đều bị dựng lên mồ hôi không ngừng chảy ra trên trán hắn suy đoán thực lực của quỷ nô tất nhiên hắn chính là nhân vật có tu vi trúc cơ trung kỳ nói cách khác không cần lão tổ động thủ chỉ cần hắn khẽ động ngón tay cũng có thể khiến cho mình hồn phi phách tán cưỡng chế hoảng sợ trong lòng sắc mặt của lôi động trở nên hơi trắng bạch quay đầu lại kính sợ nhìn quỷ nô đang trôi nổi ở giữa không trung hiện tại mới biết sợ à lá gan cũng thật là lớn sáng mai hãy cùng ta đi yết kiến lão tổ đi sau khi truyền lại một câu này quỷ nô liền phiêu diêu rời đi để lại lôi động cả người ướt đẫm mồ hôi trần mâu và vệ hoa cũng đã phát hiện ra sự khác thường của lôi động lại liếc mắt nhìn quỷ nô đang bay đi sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng yên tâm đi hẳn là không phải chuyện xấu đâu lôi động thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ bả vai của bọn hắn ta đi về trước nghỉ ngơi một chút ngày mai còn phải yết kiến lão tổ sau khi cáo biệt, lôi động trở về chỗ ở của chính mình, nuốt một viên ngưng khí đan. Ngồi xuống đả tọa khôi phục chân khí. Lúc này mới yên lặng cân nhắc cẩn thận mọi chuyện một lần. Tuy nói ngày mai yết kiến lão tổ hơn phân nửa không phải là chuyện xấu. Nhưng mà trước khi chưa có kết quả thì sao hắn có thể yên tâm được. Một đêm không ngủ, đọc đủ loại sách ghi chép tới tận hừng đông. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tĩnh khí ngưng thần lúc này hắn mới chạy tới cửa tầm cung của lão tổ cho người thông báo với quỷ nô đại nhân không đến một lát sau quỷ nô đi ra dẫn lôi động tiến vào trong thiên điện dọc đường đi cũng không có nói một câu nào như vậy không khỏi khiến cho trong lòng lôi động không yên vài phần lôi động được đứng chờ ở thiên điện gần nửa ngày rốt cục cũng có người đến thông báo có thể yết kiến lão tổ hắn lập tức hít sâu một hơi cố giữ vững tinh thần lập tức đi vào trong chính điện thoáng nhìn thấy vạn quỷ lão tổ mặc một thân hắc bào đang ngồi ngay ngắn ở trên đại điện lôi động không dám chậm trễ chút nào bước nhanh đi đến bái kiến nói đệ tử lôi động bái kiến lão tổ mong lão tổ sớm đạt thành tự nguyên anh thọ cùng trời đất vĩnh sinh bất diệt đứng lên đi bạn đang đọc truyện được lấy tại chuyên y chấm thanh âm của vạn quỷ lão tổ bình thản phất tay một cái không nghe ra hỉ nộ đa tạ long ân của lão tổ lôi động thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng đứng dậy nhưng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của lão tổ chỉ im lặng đứng nghiêm như vậy lôi động lần này ngươi thật là to gan thanh âm lạnh lùng của vạn quỷ lão tổ vang lên đệ tử không dám lôi động lại vội vàng cúi lạy xuống phía sau lưng đồng thời đã ướt đẫm mồ hôi lạnh mạnh mẽ chấn định nói đệ tử biết tội hắn biết lần nhân quả này chỉ sợ là vạn quỷ lão tổ sớm đã quyết định trong lòng là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Bởi vậy nếu cứ cãi chày cãi cối, ngược lại có thể sẽ chọc cho lão tổ tức giận. Hắn dứt khoát thành thành thật thật nhận tội. Sau khi gõ lôi động một cái, thấy biểu hiện của hắn khiến bản thân mình rất hài lòng. Thanh âm của lão tổ lại chậm rãi lại. Chương 51, đệ tử thân truyền thượng. Âm sát tông ta vốn là một tông phái tà đạo ở trong tu tiên giới. Cũng không phải là thiện lương gì càng không nói đến cá lớn nuốt cá bé vốn là quy luật cơ bản của tu tiên giới tuy rằng chu minh hoa có tư chất tạm được nhưng mà tâm khí dễ động xúc động vô năng khó thành đại sự người cướp lấy mọi thứ của hắn cũng coi như phù hợp với quy luật của tông phái chúng ta đứng lên đi bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ là một trong những đệ tử thân truyền của lão tổ ta trên mặt lôi động lộ ra vẻ kinh hỉ và hưng phấn không thể kìm nén được vội vàng trịnh trọng cúi lại nói đa tạ lão tổ thanh toan cái phần diễn cảm kia ở trong mắt lão tổ còn tưởng rằng hắn kinh hỉ vì được làm thân truyền đệ tử không khỏi lại âm thầm gật đầu nếu hắn có thể đoán ra tiểu tử này vui vẻ là bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết căn bản là không để ý gì đến thân phận đệ tử thân truyền nói không chừng sẽ dùng một cái tát giết chết hắn đổi một tên đệ tử khác lôi tiểu tử sau này phải cố gắng tu luyện đừng làm cho lão tổ xấu mặt quỷ nô cũng trịnh trọng dặn dò rõ thưa quỷ nô đại nhân lôi động cũng thu hồi vui sướng cực kỳ trịnh trọng trả lời ngay sau đó quỷ nô còn nói về đủ loại yêu đãi khi trở thành đệ tử thân truyền của lão tổ ví dụ như mỗi tháng đều có hai viên linh thạch một lọ bồi nguyên đan để dùng hàng tháng sau này tu vi tăng lên thì yêu đãi cũng không ngừng tăng lên ngoài ra cuối mỗi tháng lão tổ sẽ mở một buổi giảng giải cho các đệ tử thân truyền ở trong này những đệ tử thân truyền có thể hướng tới lão tổ hỏi thăm đủ loại nghi vấn gặp được trong lúc tu luyện ngoài ra đệ tử thân truyền còn có thể rời đến phòng của đệ tử thân truyền nơi đó chẳng những có hoàn cảnh sống hơn xa so với phòng của đệ tử bình thường mà quan trọng nhất chính là phòng tu luyện được kiến tạo ở trên linh huyệt linh khí sung túc hơn xa so với những phòng ở của các đệ tử thông thường còn một điều nữa mà các đệ tử bình thường không biết chính là khi đệ tử thân truyền dùng điểm cống hiến để trao đổi chỉ cần trả tám giá tám phần là được nguyên bản lôi động còn có chút khinh thường đối với đệ tử thân truyền lúc này lại cần dần coi trọng không thể không thừa nhận một ít tính yêu việt của đệ tử thân truyền đúng là cái mình cần Tuy rằng có bảo bối nghịch thiên vệ hồn tháp trong tay nhưng nó cũng chỉ có thể gia tăng sức. Chiến đấu trong phạm vi lớn mà thôi. Đối với việc tăng tiến tu vi của chính mình không có chỗ tốt nào quá lớn. Trừ khi nguyện ý bán trung phẩm linh quỷ đã thăng cấp đi. Lại dùng linh thạch kiếm được đổi các đan dược linh tinh như là bồi nguyên đan. Như vậy mới có thể đẩy nhanh tốc độ tăng tiến tu vi của chính mình. Nhưng mà nếu cứ mang linh quỷ đi bán, lên núi nhiều sẽ có ngày gặp hổ sớm hay muộn cũng sẽ bị người có tâm cảm thấy có chút không thích hợp. Dù sao một người vận khí coi như tốt cũng không thể luôn dễ dàng có được trung phẩm. Thậm chí là thượng phẩm linh quỷ được. Nhưng làm đệ tử thân truyền thì lại bất đồng. Hàng năm có 24 linh thạch tuy rằng không nhiều nhưng cũng không thiếu. Lại có thể công khai của cải trong túi chữ vật của mình. Một tháng có một lọ bồi nguyên đan càng là thứ tốt cầu còn không được so với tiểu bồi nguyên đan mà lôi động dùng trước kia còn tốt hơn nhiều. Còn cả động phủ được kiến tạo ở bên trên linh huyệt. Hơn nữa còn được lão tổ tự mình giải thích nghi hoặc. Đều là những chỗ tốt có tác dụng trực tiếp đối với tăng tiến tu vi. Về phần quyền được mua đồ với giá rẻ hơn hai phần. Lâu dài cũng có thể tiết kiệm được một số lớn. ưu đãi thật đúng là không ít, khó trách tả siêu và chu Minh Hoa đều trong thời gian 3 năm ngắn ngủi mà thăng tiến lên đến tầng thứ năm tu vi của đinh uyển ngôn lại càng tăng tiến mạnh hơn trong chuyện này dĩ nhiên còn có một phần là do tư chất của bọn họ bất phàm nhưng phần lớn là do đủ loại yêu đãi khi làm đệ tử thân truyền ít nhất thì sau khi lôi động có được yêu đãi như vậy tất nhiên việc tu luyện so với ban đầu sẽ nhanh hơn rất nhiều lôi tiểu tử hôm nay là ngày đầu tiên ngươi trở thành đệ tử thân truyền lão tổ đặc biệt yêu đãi đối với ngươi ở trong quá trình ngươi tu luyện, có nghi vấn gì, có thể đưa ra hỏi lão tổ. Quỷ nô đã tiếp xúc với lôi động vài lần, coi như là có chút yêu thích tên tiểu tử này. Thái độ đối với hắn cũng hòa nhã hơn không ít. Đích xác lôi động ở trong ba năm này nhiều khi là tự mình mò mẫm. Nghi vấn cũng tích lũy không ít. Sau khi được lão tổ đồng ý, liền đem những vấn đề không giải quyết được nhất nhất nói ra. Lão tổ cũng vẻ mặt ôn hòa khó có được nhất nhất giải đáp cho hắn những vấn đề gây khó dễ cho lôi động từ lâu nhưng lão tổ ở nơi này chỉ nói một hai câu liền khiến hắn rõ ràng rộng mở hơn rất nhiều bất luận là trong lòng hay ngoài mặt thì hắn cũng đều rất kính nể lão tổ đương nhiên những việc này cũng bởi vì lôi động đã có thân phận đệ tử thân truyền lại còn được lão tổ yêu thích nên mới có đãi ngộ như vậy nếu không đệ tử bình thường gặp được lão tổ ngay cả đứng cũng không vững sao còn dám hỏi vấn đề gì Gần nửa ngày sau, lôi động không còn vấn đề gì nữa. Lúc này lão tổ mới trịnh trọng ban thưởng xuống một món vật phẩm khiến cho lôi động có chút giờ. Khóc giờ cười. Một con linh quỷ đạt tới trung phẩm. Không thể không thừa nhận đây đã là một phần ban thưởng rất nặng. Bên ngoài thị trường nó có giá không dưới một ngàn linh thạch đâu. Nhưng mà trung phẩm linh quỷ đối với lôi động mà nói thật đúng là gân gà cái thứ này chỉ cần tốn một chút công phu cộng với thời gian một tháng là hắn có thể có một con. Đương nhiên trên mặt của hắn vẫn giả bộ cực kỳ kinh hỉ và vui mừng. Liên tục cảm ơn lão tổ đã ban thường. Sau khi từ biệt lão tổ, liền trở về chỗ ở của mình, lúc này hắn mới lăn ra trên giường. Sức cùng lực kiệt, quá trình bái kiến lão tổ trở thành đệ tử thân truyền quả thực so với quyết chiến một hồi với. Chu Minh Hoa còn khiến người ta mệt mỏi hơn nhưng mà thật sự là đã trở thành đệ tử thân truyền rồi lôi động cũng cảm thấy cực kỳ may mắn bởi vì hắn biết tư chất của mình chẳng qua chỉ là trên trung đẳng mà thôi dù cố gắng thế nào thì cũng không thể tiến xa được sau khi quỷ nô công bố tin tức lôi động trở thành đệ tử thân truyền ra bên ngoài lập tức liền có không ít người tới bái phỏng lấy lòng ngoại trừ hai người trần mâu và vệ hoa ra thì những người còn lại lôi động chỉ hơi gặp qua một chút rồi quay lại tu luyện, chuẩn bị cho các cuộc so đấu kế tiếp. Ở trong những trận đấu tiếp theo, lôi động gặp được thuận lợi ngoài ý muốn. Tuyệt đại đa số mọi người gặp được lôi động thì đều lập tức đầu hàng. Trường 52, đệ tử thân truyền, hạ. Vẻ mặt và bộ dạng của bọn họ đều rất cung kính. Chỉ sợ lôi động đưa linh quỷ ra chém giết bọn họ. Cái loại biểu tình nơm nớp lo sợ này ít nhiều cũng khiến cho lôi động có chút giờ khóc giờ cười cho đến vòng đấu thứ 19, khi gặp Trần Mâu. Giả bộ so đấu luận bàn một phen, lôi động liền tuyên bố nhận thua. Vòng đấu thứ 23 gặp được vệ hoa, tự nhiên lôi động cũng đánh một lát rồi nhận thua. Vòng đấu thứ 27 thì cuối cùng cũng đụng phải đinh Uyển ngôn. Lần này không nhận thua cũng không có biện pháp. Tới vòng đấu thứ 30 thì đối thủ là tả siêu. Lôi động tự đánh giá một phen, nếu muốn thắng tả siêu thì sợ là phải xuất cả ba con quỷ ra mới. Có thể miễn cưỡng làm được. Hai con quỷ tốt cường đại cũng đã khiến người khác ngứa mắt rồi. Nếu gọi ba con quỷ ra thì chỉ sợ sẽ khiến cho người khác nghi kỵ. Dù sao lôi động hiện tại cũng chỉ mới tu luyện có ba năm, có thể dựa vào thượng phẩm dưỡng hồn tháp và huyết tế, cùng với dốc hết công phu tiêu thí thật lớn để bồi dưỡng hai con quỷ tốt cường đại cũng đã là cực hạn rồi. Nhưng nếu chiến cũng không chiến thì cũng quá mức đáng tiếc. Bởi vậy lôi động điều khiển hai con quỷ tốt giao chiến với hắn. Cuối cùng kém một bậc mà thua trận. Nhưng mà tả siêu cũng không khá hơn chút nào, một tấm tiểu thuẫn hạ phẩm bị đánh tan. Ngay cả quy nguyên đan cũng dùng mới miễn cưỡng thắng lôi động. Không biết là do tâm tính thiếu niên của tả siêu hay là nhân tâm trung hậu mà ở trong cuộc chiến đã bị lôi động đánh tan tấm khiên cùng với hao phí mất đan dược nhưng chẳng những không có oán giận hắn ngược lại còn khiêm tốn khâm phục lôi động nói là nếu lôi động là đệ tử thân truyền từ ba năm trước thì hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ lại nói là chính mình vẫn còn nhỏ tuổi nếu lần này bài danh ở phía trên lôi động thì hắn cũng không bắt lôi động gọi mình là sư huynh ngược lại còn chủ động gọi lôi động một tiếng sư huynh kỳ thật lôi động cũng rất bội phục hắn lúc này hắn mới có bao nhiêu tuổi vậy mà đã có tu vi như vậy lợi hại hơn chính là hắn vận dụng pháp thuật vô cùng thành thạo không phải tên du thủ du thực như chu hoa minh có thể so sánh vòng đấu cuối cùng cũng chỉ là một cô gái có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba vẻ mặt đáng yêu của nàng buồn bà cầu khẩn lôi động để cho nàng thắng một lần cái gì nàng cũng nguyện ý trả giá nếu không nàng sẽ bị xếp bên dưới thứ 20. Lôi động chỉ cười lạnh một tiếng, gọi quỷ tốt ra. Trong thời gian không tới 10 tức liền khiến cho nàng không thể không nhận thua. Bài danh của lần tỉ thí lần này rất nhanh đã được công bố. Không ngoài dự kiến, Đinh Nguyễn ngôn toàn thắng 31 trận. Đứng thứ nhì là Tả Siêu toàn thắng 30 trận. Đứng thứ ba là Trần Mâu thắng 29 trận. Trần Mâu cũng chỉ bị Đinh Nguyễn ngôn và Tả Siêu đánh bại. Cũng may lúc trước lôi động đã đánh chết Chu Minh Hoa, nên khiến cho hai người trần. Vệ không cần phải giao chiến với Chu Minh Hoa, thứ tự đều được tăng lên. Vận khí của vệ hoa cũng thật tốt, ngay từ đầu cũng không có gặp được đối thủ lợi hại gì. Tới giữa vòng đấu, hắn lại có thể từ tầng thứ ba đỉnh thăng lên tầng thứ tứ. Dựa vào tu vi không tệ và pháp khí, pháp thuật một đường tiến lên. Cuối cùng thắng 28 trận, bài danh thứ tư mà lôi động chỉ thắng có 27 trận bài danh thứ năm. Tuy rằng hắn bài danh thứ năm nhưng mọi người cũng biết được. Hắn mới là người xếp thứ ba chân chính. Nhưng mà chỉ có lôi động biết một khi ba con quỷ của mình đều xuất hiện. Hắn hoàn toàn có thể chiến thắng tả siêu. Trong lúc nhất thời lôi động không khỏi cảm khái một tiếng sau khi có được linh quỷ tốt. Ngự quỷ quyết quả thật là pháp thuật phi thường cường đại sau kỳ tỉ thí này, lôi động liền chuyển tới khu vực đặc biệt dành riêng cho đệ tử thân truyền. Đối với việc này hắn cũng không có nửa điểm già mồm cãi láo. Dù sao thì căn phòng này cũng được dùng tảo nhất nhật sứ xây dựng ở bên trên linh huyệt. Như vậy có thể tích cóp linh lực từng tí một. Tu tiên chẳng những là so đấu với người mà quan trọng hơn là tranh đấu với trời. Tuổi thọ thì có hạn, phải không ngừng nghịch thiên hành sự, cuối cùng đạt tới bất tử bất diệt. Tồn tại cùng thiên địa, hiệu quả của linh huyệt cực kỳ tốt, phối hợp với bồi nguyên đan có hiệu quả mạnh mẽ. Tu vi của lôi động càng ngày càng tăng tiến. Mỗi tháng hắn đều đến buổi giảng giải của lão tổ. Trên thực tế, đệ tử thân truyền của lão tổ không chỉ có ba người lôi động lần này. Nói chung, cứ 10 năm lão tổ cũng đều thu ba gã đệ tử thân truyền. Truyền thống này đã kéo dài được hơn 70 năm từ khi lão tổ thăng chức kim đan. Có được một động phủ của riêng mình tuy trên danh nghĩa là đệ tử thân truyền, nhưng mà lão tổ không cho phép đám đệ tử có tu vi luyện khí kỳ gọi hắn là sư tôn. Chỉ có sau khi đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể trở thành đệ tử chân chính của lão tổ. Chân chính được lão tổ coi là người một nhà. Theo lý thuyết mà nói, trong thời gian 70 năm này thì lão tổ hiện tại đã có hai mươi mấy. Người đệ tử thân truyền. Nhưng mà thực tế thì lại khác. Những đệ tử chính thức của lão tổ cũng chỉ có 5 người cũng chính là năm trọng tài của cuộc tỷ thí lần này. Những đệ tử thân truyền còn lại cũng chỉ có 10 người. Còn lại hoặc là vẫn lạc ở trên đường, hoặc là trong mấy chục năm vẫn bị vây trong luyện khí kỳ. Cuối cùng chỉ còn cách ảm đạm rời đi, xây dựng gia tộc tu tiên ở bên ngoài, sinh con đẻ cháu. Nếu đời sau có linh căn không tệ, sẽ tiếp tục tiến cử cho tông phái một lần nữa. Bởi vậy có thể thấy được thăng chức từ luyện khí kỳ lên trúc cơ kỳ cũng thực sự không phải là một chuyện dễ dàng như trong tưởng tượng. Có thể suy đoán, những người nhập môn cùng với lôi động. Đến cuối cùng có bao nhiêu người có thể tiến tới trúc cơ kỳ? Có lẽ cũng chỉ có đinh nguyễn ngôn là có khả năng nắm chắc khá lớn. Còn lại lôi động và tả siêu hoàn toàn là phải trông cậy vào vận khí. Tuy rằng luyện khí kỳ chia nhỏ là 12 tầng, tầng nào cũng có thể gặp phải bình cảnh. Nhưng mà càng tiến về phía sau, khó khăn gặp phải mỗi một lần thăng chức sẽ càng lúc càng lớn. Ngoài ra cứ cách 4 tầng liền sẽ gặp phải một cái bình cảnh lớn. Ví dụ tầng thứ tư tiến lên tầng thứ 5, tầng thứ 8 tiến lên tầng thứ 9. Còn cả tầng thứ 12 tiến lên trúc cơ kỳ nữa. Tu sĩ bị vây ở trong ba cái bình cảnh này là nhiều nhất. Bởi vậy luyện khí kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ tư gọi là luyện khí sơ kỳ. Giai đoạn sau thì phân làm trung kỳ và hậu kỳ. 2 năm rưỡi, thời gian 2 năm rưỡi thoáng một cái đã trôi qua. Lúc này thời gian lôi động trở thành đệ tử thân truyền đã không ngắn. Kết hợp với những tài nguyên ưu thế của đệ tử thân truyền. Thêm vào đó là trong hơn 2 năm này lôi động vô cùng chuyên chú việc tu luyện. Tu Vi đã một đường tiến tới rất nhanh. Trường 53, Linh Đan. Tiêu phí thời gian một năm rưỡi hắn liền phá hai quan, lập tức đạt tới tầng thứ năm. Sau đó là dùng thời gian 9 tháng để tu luyện tới đỉnh của tầng thứ năm. Thời gian 3 tháng sau, vô luận hắn tu luyện như thế nào cũng không thể tiến thêm được. Hắn đã thử qua 3 lần mạnh mẽ phá quan, nhưng đều nhận lấy thất bại. Mà kinh mạch ở vị trí huyệt vị trùng quan cũng nhiều ít chịu tổn hại. Phải nghỉ ngơi tu dưỡng một thời gian sau mới khôi phục. Không hề nghi ngờ, đây chính là gặp phải bình cảnh trong truyền thuyết. Lôi động cũng chỉ có thể cười khổ. Cái bình cảnh khó khăn từ tầng 4 lên tầng 5 thì hắn lại dễ dàng đột phá. Nhưng mà từ tầng 5 lên đến tầng thứ 6 thì lại không thể bước qua nổi. Cái loại bình cảnh này cũng thực khiến cho người ta chán ghét. Không đoán trước được, nói đến là đến. Sau lật xem rất nhiều những điển tịch nói về phương diện bình cảnh. Lôi động cũng không biết nói gì nữa. Có đôi khi dựa vào ngộ đạo khi đang giao chiến liền có thể đột phá. Có đôi khi trong lúc đang quan sát cảnh vật thì chợt ngộ đạo. Nhưng có đôi khi, mặc dù là tiêu phí 10 năm thời gian để ra ngoài du lịch. Quan sát cảnh vật xung quanh, đánh nhau mấy trăm lần những vẫn không thể đột phá như cũ. Nhưng mà tu tiên giới trải qua vô số năm phát triển đến hôm nay. Trong đó đã có không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Sau khi trải qua vô số lần mò mẫm, dần dần cũng nghiên cứu được không ít đan dược. Làm gia tăng xác suất trùng quan. Nhưng mà tuyệt đại đa số đan dược trong đó đều có đủ loại nhân tố nguy hiểm trong đó. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi bị tụt lùi. Nặng thì có thể liều cả cái mạng nhỏ trong đó. Mà những đan dược chân chính không có tác dụng phụ chính là được luyện chế từ linh dược ngàn. Năm, dùng dược liệu cường đại để thôi động tu sĩ trùng quan. Gia tăng xác suất trùng quan thành công. Nhưng bởi vì nguyên nhân tài liệu mà giá cả của loại đan dược này tự nhiên là cực kỳ đắt đỏ. Thử nghĩ mà xem, một gốc linh dược khoảng 500 năm đã có giá không dưới trăm linh thạch. Linh dược ngàn năm ít nhất cũng có giá trị gấp trăm lần như vậy. Một gốc linh dược ngàn năm, hơn nữa còn có một ít linh dược chân quý phụ trợ. Chỉ sợ phí tổn cũng phải lên tới cả vạn linh thạch. Giả sử như số tài liệu kia có thể chia ra luyện thành 10 viên đan dược. xác suất thành công khi luyện chế ra dù cao cũng chỉ được có 3 thành như vậy đến cuối cùng hao phí khi luyện chế ra một viên đan dược hữu ích vô hại để đột phá bình. Cảnh phải tốn 3-4 ngàn. Trên thực tế lôi động cũng đã tìm đọc qua những đan dược trao đổi ở trong môn phái. Những loại linh đan này, mỗi một viên đều có giá khoảng 10 vạn điểm cống hiến. Hơn nữa, số lượng rất ít. Giá cả như thế đối với lôi động mà nói quả thực chính là giá trên. Trời, nhưng không thể không thừa nhận thanh danh của những loại linh đan này không hề nhỏ ngoại trừ bình cảnh từ luyện khí kỳ lên trúc cơ là loại linh đan này không đủ công hiệu ra thí. Xác suất thành công ở những bình cảnh còn lại vẫn cực kỳ khả quan. Nhất là cái bình cảnh đang vây khốn lôi động. Chỉ là tầng thứ 5 lên tầng thứ 6 nếu tư chất không quá kém. Chỉ cần dùng một viên linh đan kia gần như là có thể nắm chắc đột phá 10 thần. Dược tính còn thừa có thể tiết kiệm một khoảng thời gian tu luyện lớn cho lôi động. Về phần muốn lão tổ ban thưởng cho mỗi người một viên đan dược kia quả thực là si tâm vọng. Tưởng, nếu mỗi một đệ tử thân truyền gặp phải bình cảnh đều được lão tổ ban thưởng cho lên. Đan, vậy thì cho dù hắn có là một nhân vật có tu vi kim đan cũng sẽ không chịu nổi. Tuyệt đại đa số mọi người khi gặp được bình cảnh khó có thể vượt qua. Đều chọn cách đi ra ngoài du lịch, tranh thủ nắm bắt được cơ duyên xảo hợp thuận lợi vượt qua nhưng mà lôi động lại không cho rằng đó là một ý kiến hay. Du lịch đích xác sẽ có xác suất cảm ngộ thiên địa, mượn thiên thế để đột phát bình cảnh. Nhưng vấn đề là ở chỗ chuyện này không có căn cứ chính xác. Có lẽ hôm nay vừa đi ra ngoài, ngày mai liền thu được. Nhưng mà 3 đến 5 năm sau, càng thêm bi thảm chính là 10 năm. 8 năm sau cũng không có cảm ngộ ra. Đương nhiên đi ra ngoài khẳng định là phải đi ra ngoài ở lại vạn quỷ quật đối với chuyện đột phát bình cảnh không có nửa điểm yêu đãi. Cũng không phải là không có người thử qua loại chuyện này, nhưng mẹ nó chứ, ngồi rất nhiều năm. Liên tiếp thử trùng quan nhưng vẫn thất bại, cuối cùng tâm ý nguội lạnh. Mục tiêu của lôi động hiển nhiên là đặt ở bên trên linh đan, nhưng vì linh đan, lại phải kiếm một khoản tiền lớn. Nhưng mà dựa vào chút linh thạch lấy được từ trong túi chữ vật của Chu Minh Hoa hơn nữa còn cả tài sản mà mình đã tích cóp mấy năm nay. Số lượng linh thạch chẳng qua chỉ có hơn 80 viên. Về phần con trung phẩm linh quỷ mà lão tổ đã ban cho kia, hắn còn chưa từng động đến. Phong ấn nó trong trong một món đồ chơi tên là phong hồn cầu. Nhưng dù như thế, thì giá trị của nó so với một viên linh đan vẫn còn kém tương đối xa. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng đành phải đánh chủ ý lên trên phệ hồn tháp nhưng mà mỗi khi muốn tạo ra một con trung phẩm linh quỷ, ước chừng cần phải hấp thu hồn lực của 5.000 con âm hồn. Dựa vào số âm hồn mà lôi động bắt được trong mấy năm trước đây, ước chừng có thể dùng trong thời gian khoảng chừng một tháng. Nhưng mà hiện giờ lôi động so với lúc còn là luyện khí kỳ tầng thứ hai thì mạnh mẽ hơn rất. Nhiều tốc độ vây bắt quỷ hồn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Không tới mấy tháng thời gian liền có thể tích cóp từng tí một. Tiền mua một viên linh đan vẫn còn dư giả. Về phần buôn chung phẩm linh quỷ. Lúc này lôi động cũng không phải là tên gà mờ luyện khí kỳ tầng thứ hai như lúc trước. Hắn đã là tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh tầng nam. Hơn nữa mặc dù trong mấy năm nay ba con quỷ kia không có bao nhiêu cơ hội cắn nuốt huyết nhục. Nhưng cũng dần dần thăng lên đỉnh cấp nam. Thực lực như thế tuy rằng không thể nói là quét ngang các tồn tại luyện khí trung kỳ nhưng chỉ cần không phải là có bối cảnh lớn, người đầy trung phẩm và thượng phẩm pháp khí. Dù cho có gặp phải tu sĩ luyện khí kỳ 7, 8 tầng thông thường lôi động cũng sẽ không sợ hãi. Mà ở tầng chót của tu chân giới này, luyện khí kỳ 7, 8 tầng đã được xem như cao thủ một phương. Về phần tu sĩ trúc cơ kỳ đã ít lại càng thêm ít. Ngẫm lại mà xem, tính cả quỷ nô thì ở trong vạn quỷ quật cũng chỉ có 6 gã trúc cơ kỳ. Như vậy có thể thấy được tu sĩ trúc cơ kỳ trên thế giới này ít như thế nào? Đương nhiên, tiểu tâm của lôi động vẫn cẩn thận như cũ. Có thể không gây ra phiền toát thì nên tận lực né tránh. Hắn dùng một món tiền nhỏ để mua lại một cái ngọc giản bên trong có bản đồ phạm vi thế lực của Âm Sát Tông, chương 54, Ác Quỷ Trướng. Sau khi quan sát một hồi, toàn bộ phường thị của Âm Sát Tông đều được hiện ra không hổ là địa phương thế lực của âm sát tông, lôi động nhìn thấy vô số phường thị rậm rạp. Già đầu cũng không nhịn được mà run lên. Cái vùng đất hình tam giác có phạm vi mấy vạn dặm này là địa bàn của âm sát tông. Bởi vì chỗ này vắt ngang sơn chủ mạch và một sơn mạch âm sát thật lớn nên quanh năm đều có âm. Phong thổi, khiến cho trong phạm vi thật lớn của âm sát tông tự nhiên đã hình thành nên vô số. Nơi có âm sát mị ảnh trên bầu trời hóa thành một đạo quang mang màu đen hình con chim đang bay lượn khi thì lượn tròn khi thì lướt nhanh nhưng mà lôi động cũng đang không ngừng đối ứng giữa các địa mạch cùng các ký hiệu trên bản đồ thật lâu sau hắn mới điều khiển phi kiếm mị ảnh hạ xuống một cái sơn cốc thê lương dày đặc âm phong hoàn toàn nằm trong khu vực khống chế của âm sát tông tổng cộng có bốn quốc gia lớn và bảy quốc gia nhỏ trong các quốc gia này đều bị âm sát tông gián tiếp khống chế. Mà nơi này thì thuộc một quốc gia tên là Trần Quốc. Khoảng cách từ đây đến vạn quỷ quật chừng 3 bốn nghìn dặm. Sở dĩ hắn lựa chọn nơi này là vì thứ nhất khoảng cách so với vạn quỷ quật rất xa. Dù có xảy ra chút việc thì cũng dễ nói dối hơn. Thứ hai là trong mấy chục năm gần đây, Trần Quốc liên tiếp chinh chiến với các quốc gia ở xung quanh những trận đại chiến có cả vạn người chết đi đã xảy ra mấy chục trận hơn nữa trong nước trăm họ lầm than cuộc sống của dân chúng phàm dân rất gian nan vô số bãi tha ma được mọc lên một mảnh nơi này được gọi là âm sát vực hoàn cảnh thiên nhiên ở đây vốn đã dễ dàng hình thành âm sát rồi ở trong khu vực này trong khoảng thời gian ngắn đã có rất nhiều người chết oán khí tận trời lại cộng thêm hoàn cảnh thích hợp thường thường sẽ ngưng tụ thành âm sát sơ khai Đương nhiên, mặc dù có hoàn cảnh thích hợp nhưng mà trong chuyện này cũng không thiếu được ban. Tay to của âm sát tông ở sau màn điều khiển, nhưng những chuyện này đều không liên quan tới Lôi Động. Hắn chỉ tới để thu hoạch âm hồn, làm cho linh quỷ tăng cấp rồi đem bán lấy tiền mua đan dược. Triệu Hồi Thị Huyết Quỷ và Ám Ảnh Quỷ đã cùng đạt tới đỉnh cấp 5. Bày ra trận hình một sáng một tốt, một trước một sau. Thị Huyết Quỷ tất nhiên là làm tồn tại chủ công mà ám ảnh quỷ thì theo sát bên người lôi động để đề phòng có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Bên trong âm cốc có phạm vi trên trăm dặm này, từng là một chiến trường huyết tinh có hơn 20 vạn người chết. Cho dù là đã hơn 10 năm qua đi nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được ở trong đây có vô số binh. Khí giáp trụ nửa chôn trong đất nửa hở ra ngoài bị han dỉ vỡ nát căn bản là không thể nhận ra. Lôi động chỉ mới bước vào trong phạm vi sơn cốc kia một bước liền có một trận âm khí lao tới âm phong xung quanh liên tục gào thét tinh thần hắn không khỏi rung lên chỗ này có thể sánh bằng cái bãi tha ma của đám người phàm ở phụ cận vạn quỷ quật nhưng đồng thời hắn cũng cẩn thận hơn vài phần dù sao thì nơi này cũng từng là chiến trường nói không chừng sẽ xuất hiện lệ quỷ tương đối mạnh mẽ lôi động lúc này đây đã đạt đến tầng thứ năm đỉnh phong hơn nữa lại chưa bao giờ buông tha việc tu luyện thần quyết vì vậy thần niệm hiện giờ của hắn đã không thua kém gì nhân vật luyện khí kỳ 89 tầng. Nín thở ngưng thần, thi triển ra thần tra thuật. Tỏa thần niệm ra bốn phương tám hướng xung quanh, thần niệm kéo dài ra ngoài tới gần ngàn mét. Tuy rằng khuếch tán thần niệm xa như vậy thì sẽ loãng đi, tính mẫn tuệ sẽ yếu bớt. Nhưng mà âm hồn phiêu đãng sẽ tạo thành động tĩnh, thần niệm vẫn có thể phát hiện ra dao động. Cái gọi là thần tra thuật chính là kỹ xảo vận dụng thần niệm đơn giản thậm chí còn không tính là pháp thuật đơn giản mà nói chỉ là lợi dụng thần niệm của lôi động như một chiếc da đa hướng về bốn phương tám hướng hoặc là một phương hướng riêng biệt mà tra xét kể từ đó nếu ở trong phạm vi bao trùm của thần niệm có cái gì dị động thì khiến cho thần niệm vô hình dao động thành một làn sóng gợn tu sĩ thì triển thần tra thuật có thể căn cứ vào độ lớn nhỏ của gợn sóng tần suất và những thứ khác để phán đoán xem là cái gì nhưng mà thần niệm bị tản ra càng lớn thì càng mỏng tính mẫn cảm sẽ theo đó mà giảm bớt chuyện tiên hiệp chuyện phun bởi vậy có thể thấy được thần tra thuật này chẳng qua chỉ là một kỹ xảo vận dụng bình thường không được tính là pháp thuật lôi động chỉ dùng vài điểm cống hiến là có thể thu về cái pháp môn cực kỳ có công dụng thực tế này dùng thần tra thuật để tìm kiếm âm hôn hơn xa so với việc chính mình hoặc là quỷ tốt thần tùy đi tìm dựa vào vận khí Quả nhiên, khiến cho lôi động vui vẻ trong lòng chính là Ở trong phạm vi hình quạt phía trước gần ngàn thước, rõ ràng có 7-8 dao động Tốc độ chậm rãi từ từ, phản ứng cũng không phải quá cường liệt Nếu mà dựa theo phương thức hành tàu thẳng tấp thì nhiều lắm sẽ gặp được một hai con Loại phản ứng dao động này đương nhiên không thể là sinh vật gì Những loại sinh vật có huyết nhục nếu không phải là cái loại cực kỳ cường hãn căn bản là không thể sống sót được ở nơi âm sát dày đặc này vì tiết kiệm thần niệm hắn liền ghi nhớ đường đi ở trong đầy sau đó thu hồi lại thần niệm khu động quỷ tốt bay nhanh về hướng một cái dao động gần nhất quả nhiên rất nhanh liền gặp được một con âm hồn vẫn chưa nhận ra là có người đến nó đang đi vòng vòng xung quanh không cần nhiều lời thị huyết quỷ liền xông lên nhẹ nhàng chém một đau đợi đến khi âm hồn đã bị thương mờ mờ ảo ảo giống như sắp tiêu tán thì lôi động lập tức thúc giục pháp quyết thoải mái thu nó vào bên trong dưỡng hồn tháp đương nhiên lấy thực lực của lôi động bây giờ dù cho không đánh bị thương con âm hồn này thì cũng có thể thu nó vào bên trong nhưng mà nếu thu âm hồn không bị thương khả năng phản kháng bản năng của nó sẽ rất kịch liệt như vậy lôi động sẽ hao tổn không ít chân khí bởi vì muốn tiết kiệm chân khí cứ nên cho thị huyết quỷ đánh bị thương nó thì tốt hơn ngay sau đó lại không ngừng tiến về phía dao động còn lại. Trên đường thuận tiện nhìn tư chất của con âm hồn này một chút. Quả nhiên chỉ là một con hạ phẩm linh quỷ. Vẫn giữ nguyên cách làm cũ, nhất nhất bắt xong toàn bộ bảy con âm hồn thì mới mất có một lúc. Hiệu suất và tốc độ thu nạp như thế không khỏi khiến lôi động nở nụ cười. Hiệu suất này đã hơn xa so với khi hắn còn ở luyện khí kỳ tầng thứ hai. Chân khí tiêu hao trong cơ thể không nhiều lắm, lôi động lại thi triển thần tra thuật một lần nữa. Lúc này đây đã phát hiện năm dao động, nhưng phản ứng của một dao động trong đó kịch liệt gấp mấy lần so với trước. Thực khiến cho lôi động thở dài một hơi, nhất định là một con quỷ tốt hoang dã. Quả nhiên sau khi tới chỗ dao động kia liền phát hiện ra là một con quỷ tốt bậc một hoang dã. Trường 55, là dê hay là sói? Thượng, giá trị không lớn nhiều nhất thì chỉ có thể làm chút điểm tâm nhỏ cho thị huyết quỷ mà thôi. Cứ như thế, chỉ trong vòng một đêm hắn đã bắt được 500 con âm hồn. Thêm cả một con quỷ tốt hoang dã. Sau khi hừng đông, hắn liền ngự kiếm bay ra vài chục dặm, Dùng tiền bao chọn một cái tiểu điếm ở trong tòa thành nhỏ của phàm nhân trong Trần Quốc. Nuốt ngưng khí đan đà tọa một hồi. Về phần luyện hồn châu tất nhiên là không cần nói thêm. Mỗi khi đến ban đêm, hắn liền ngự kiếm bay đi hơn 10 dặm đi tới cái sơn cốc âm sát này mỗi đêm vận khí tốt thì có thể bắt được 7-800 con, vận khí kém cũng được năm 500 Cứ như vậy, ước chừng khoảng 10 ngày sau hắn liền rời khỏi chỗ này. Đổi tới một chỗ cách đó vài trăm dặm tên là bãi sông Quỷ Tiếu. 10 ngày sau lại tiếp tục đổi một chỗ khác. Liên tiếp trong thời gian 120 ngày. Hắn quanh đi quẩn lại ở mười mấy chỗ nổi tiếng, nhưng không nơi nào là âm sát quá hung tàn. Việc này khiến cho lôi động có chút kiệt lực đồng thời cũng vui sướng vạn phần. Ở trong túi chữ vật cũng có 142 viên hồn châu. Số lượng âm hồn vây bắt được đã vượt quá 8 vạn con. Vận khí rất là thông thường, thậm chí là hơi kém. Bên trong hơn 8 vạn con âm hồn này, rõ ràng chỉ có 6 con là hạ phẩm linh quỷ. Điều này khiến lôi động cảm khái không biết có phải vì nguyên nhân mình có được bảo bối nghịch thiên hay không mà vận khí trong việc bắt linh quỷ từ trước đến nay rất kém. Nhưng mà dã quỷ tốt thì bắt được đến 10 con, trong đó có một con đã đạt tới cấp 5. Nhưng dưới tình huống tam quỷ đều xuất hiện thì kết cục của con dã quỷ cấp 5 kia chỉ là bị xé. Xa, tính toán một chút, thời gian hắn đi ra ngoài cũng đã khá lâu rồi. Hai tháng tiếp theo sẽ lại diễn ra một trận tỉ thí. Phải nhanh chóng luyện chế ra trung phẩm linh quỷ để mang đi bán đổi lấy linh dược mang về mới được. Nếu không trước kỳ tỉ thí sẽ rất khó đột phá lên tầng thứ sáu. Sắc trời dần sáng, âm hồn cũng đều co mình trốn mất. Đang lúc lôi động chuẩn bị ngự kiếm bay đi. Liền có ba đạo độn quang từ cách đó mấy trăm trước bay lên. Chỉ trong vòng mười tức ngắn ngủi đã hạ xuống trước mặt lôi động. Cầm đầu chính là một gã thanh niên mặc hắc y dáng người thấp bé. Mũi hướng lên trời diện mạo xấu xí dựa theo hình thức hoa văn trên y phục thì hẳn là y phục của tam đại đệ tử của âm sát tông nhưng dựa theo bộ dáng quý giá và quang mang màu hắc sắc mơ hồ lưu chuyển mà suy đoán thì cái áo bào này hẳn là thật không đơn giản nhất là dưới chân của hắn cũng không phải là pháp khí phi hành bình thường mà là một đoàn hắc vụ trong lúc hắc vụ vặn vẹo mơ hồ có thể nhìn ra trong đó từng khuôn mặt hung sát oán giận sợ hãi, còn có điên cuồng mà thống khổ của con người, giống như là muốn dẫy giụa mà đi ra vậy. Nhưng mà trong nháy mắt lại vặn vẹo biến ảo thành hắc vụ. Ác quỷ trướng, trong lòng lôi động lạnh lẽo, hắn nhận ra kiện bảo bối này. Ác quỷ trướng là một trong những pháp khí phi hành nổi tiếng của âm sát tông. Nhưng đồng thời cũng là một trong những pháp khí có ác danh rõ ràng nhất trong tu tiên giới. Bởi vì tài liệu luyện chế ra ác quỷ trướng chính là sinh hồn của tu sĩ cái gọi là sinh hồn chính là hồn phách vừa mới chết hoặc là khi còn sống bị tách ra khỏi cơ thể của những nhân loại có tu vi dưới nguyên anh ký. Nếu là sinh hồn của phàm nhân, chỉ có thể tán mà không ngưng. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ sau một lát sẽ tan thành mây khói. Chỉ có chấp niệm rất nặng hoặc là ở nơi âm hàn thì mới có thể dần dần ngưng tụ. Hình thành âm hồn, nhưng bởi vì thiếu khuyết thân thể, mà phàm nhân lại không rèn luyện qua khí lực nên thường thường không bao lâu sau sẽ quên sạch những chuyện khi còn sống chỉ còn lưu lại bản năng thú tính và một tia chấp niệm cho dù là âm hồn thì cũng vẫn như thế nhưng mà tu sĩ lại bất đồng bởi vì tu sĩ tu luyện là quá tình không ngừng rèn luyện thân thể và hồn phách nên cho dù là sau khi sinh hồn ly thể cũng sẽ không lập tức tiêu tán hơn nữa ý thức và trí nhớ cũng đều cực kỳ rõ ràng thậm chí còn có thể chủ động thay đổi vị trí hoặc tạm thời bám vào linh vật chờ đến một lúc nào đó có thể nhân cơ hội mà đoạt xá nếu mà có quỷ tu công pháp xung quanh sát khí mười phần thì còn có cơ hội chuyện thành luyện quỷ tu đương nhiên sinh hồn của tu sĩ cũng không phải là sẽ tồn tại vĩnh cửu cũng chậm rãi tiêu vong thậm chí là mất đi trí nhớ nhưng càng là sinh hồn của tu sĩ cường đại thì càng không dễ dàng tiêu vong mà thôi tu sĩ ở trạng thái sinh hồn thường thường là những người có vận khí tốt bởi vì rất nhiều tu sĩ khi chết ở bên người đều có địch nhân mà địch nhân chắc chắn là sẽ không có ngươi nửa điểm cơ hội để sau này có cơ hội sẽ tiếp tục báo thù tựa như lôi động thủ tiêu chu minh hoa đồng dạng cũng để cho quỷ tốt cắn nốt sạch sinh hồn của chu minh hoa âm sát tông công pháp thuật khí đa số có liên quan đến sát khí và quỷ hồn tự nhiên như vậy đối với việc đem sinh hồn của tu sĩ làm tài liệu luyện khí cũng hoàn toàn không ngạc nhiên ác quỷ trướng chính là một món đồ như vậy sử dụng sinh hồn của tu sĩ để luyện thành một pháp khí phi hành càng là sinh hồn của tu sĩ cường đại thì công hiệu của ác quỷ trướng càng cường đại thứ đồ chơi này không những có công dụng như pháp khí phi hành mà còn có thể sử dụng để ngăn địch đương nhiên cái gọi là ngăn địch không giống với triệu hồi quỷ tốt trực tiếp triển khai công kích đối với địch nhân mà là lợi dụng sát khí ngút trời của sinh hồn bị luyện chế thành ác quỷ trướng cỗ sát khí ngày ngưng tụ gần như thành thật thể đánh vào linh hồn khiến cho hồn phách của ngươi không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi do đó làm suy yếu phản ứng tốc độ ảnh hưởng sức tới chiến đấu nhưng mà nhìn tên thanh niên xấu xí kia dường như chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ sáu có lẽ ác quỷ trướng này sẽ không quá cường đại nếu không hắn chẳng những không khống chế được. Hơn nữa còn có thể bị đám ác quỷ này phản phệ. Nhưng bất kể nói như thế nào, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy. Hơn nữa còn có thể sử dụng loại pháp khi ác quỷ trướng rất ít người có được. Khẳng định hắn không phải là loại đơn giản, bởi vì dựa vào thực lực của hắn, căn bản là không có khả năng tự mình đi thu thập được sinh hồn của tu sĩ cường đại đa số là ở trong sư môn được sủng ái. Ví dụ như là có cấp bậc sủng ái tương đương với đinh nguyễn ngôn thì mới có thể được ban cho thứ này, hoặc là do lão tổ tự mình giúp hắn luyện chế ra thứ này. mươi 56, là dê hay là sói? Hạ, người thanh niên kia chân đạp ác quỷ trướng. Tay chắp sau lưng đứng từ trên cao nhìn xuống lôi động. Vẻ mặt của hắn cực kỳ kiêu căng, cái mũi lại càng hướng lên trời, hắn hử lạnh nói ngươi là môn hạ của lão tổ nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của quỷ sát phủ ta sao? Tâm niệm của lôi động nhanh chóng xoay truyền. Hắn đã đoán được tên thanh niên này ít nhất cũng có thân phận đệ tử thân truyền của quỷ sát lão. Tổ trong quỷ sát phủ, hơn nữa có thể quan hệ còn thân mật hơn nhiều. Liền tỉnh bơ nói, vị sư huynh này, tiểu đệ là người của cực âm động. Đến đây bắt một ít âm hồn để thử xem vận khí ánh mắt hắn liền thoáng nhìn qua hai vị nữ tử bên cạnh đều là những cô gái đang tuổi thanh xuân quần áo trên người còn lộ ra làn da đẹp đẽ trên trán còn lộ ra một cỗ phong lưu nhộn nhạo như có như không hẳn là các nàng và tên thanh niên kia có quan hệ đặc thù thường dùng ánh mắt để khiêu khích hắn hay là khi hắn đang nói chuyện thường sẽ ném một ánh mắt dễ thương mà sùng bái về phía hắn giống như là người thanh niên bên cạnh là nam nhân trong lòng các nàng vậy người thanh niên xấu xí kia dường như cũng cực kỳ hưởng thụ sự sùng bái và quyến rũ của các nàng sau khi thỏa mãn hít vào một hơi thái độ lại kêu căng vài phần lạnh giọng khinh thường nói thử xem vận khí ngươi không ở địa bàn của cực âm động mà thử lại chạy tới quỷ sát phủ của ta là có ý gì nhưng mà hắn trăm triệu lần không ngờ rằng sau khi hai cô gái kia biểu lộ ra thần sắc sùng bái thì theo bản năng liền liếc mắt nhìn trộm lôi động tuy rằng diện mạo của lôi động bình thường nhưng thể trạng thì không tệ đứng ở nơi đó thần thái tự nhiên khí chất có chút bất phàm nếu so sánh ra thì thuận mắt hơn so với người nam nhân ở bên cạnh rất nhiều bộ dáng như vậy nhưng thật khiến lôi động âm thầm buồn cười trong lòng hắn là người của hai thế giới nhất là ở thế giới bên kia những chuyện tương tự quả thực là phô thiên cái đĩa đương nhiên hắn biết được tâm tư trong lòng hai cô gái này biết được các nàng làm như vậy là vì cái gì trong bốn tháng này lôi động lan lội qua mười mấy địa phương cũng không phải là chưa bao giờ gặp được động phủ của các đệ tử khác nhưng mà thứ nhất là bởi vì tu vi của lôi động không tệ những người có tu vi thấp không dám trêu chọc mà dù là người có tu vi lợi hại cũng không muốn vô duyên vô cớ gây chuyện thứ hai là lôi động làm việc cẩn thận thường sẽ tránh bọn hắn thời gian chờ đợi ở mỗi địa phương cũng không dài vì thế cũng không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn nhưng mà trước khi đi lại gặp phải một chuyện như vậy lôi động hít một hơi thật sâu bình tĩnh cười nói nếu sư huynh nguyện ý cũng có thể đi đến phụ cận cực âm động chúng ta để vây bắt âm hồn tất cả mọi người đều là đệ tử của âm sát tông cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy Hừ, người nói cũng thật hay. Tên thanh niên xấu xí kia giống như bị lôi động chọc giận. Dựa vào cái gì mà ta phải cho tiểu tử ngươi tới địa bàn của ta bắt âm hồn? Nhanh giao dưỡng hồn tháp ra đây, sau đó cút trở về cực âm động của ngươi đi. Có lẽ hắn nghĩ mình có một thân pháp khí không tầm thường cộng với tu vi cao hơn lôi động một. Tầng, tự nhiên sẽ không cần khách khí. Hơn nữa có lẽ hắn là một tên tiểu tử quen được nuôn chiều căn bản là không biết cái gì gọi là khách khí. Cái này, chỉ sợ là không được. Lôi động có chút ảo não lắc lắc đầu nói. Trong môn quy của âm sát tông đã nghiêm khắc hạn chế đệ tử cướp đặt đồ vật của nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Người thanh niên xấu xí kia chợt sửng sốt, hai cô gái bên cạnh đều phá lên cười ha ha. Hắn chỉ vào lôi động nói. Thì ra là một tên ngốc đã ở trên địa bàn của ta còn dám nói chuyện môn quy của âm sát tông. Sao? Rất lời hắn đứng từ trên cao nhìn chằm chằm xuống lôi động. Cảm giác về sự yêu việt mười phần nói. Xem ra ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy thì cứ để ta rút sinh hồn của ngươi ra để luyện ác quỷ trướng đi. Bộ dáng của hắn huy phong lẫm lẫm, đắc ý nhìn hai cô gái xinh đẹp bên cạnh một chút. Quả nhiên hai cô gái kia không ngừng cười khát khách. Ánh mắt nhìn về phía lôi động còn mang theo một tia khinh thường lôi động khẽ thở dài trong lòng xem ra là phải động thủ rồi thật sự là cây muốn động mà gió chẳng ngừng mà mặc dù đối phương có ba người nhưng hai cô gái kia một người có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba một người là tầng thứ tư căn bản là lôi động không thèm để ý đến các nàng nếu thật sự các nàng có bản lĩnh hoặc là gia đình của các nàng có thế lực làm sao lại có thể tự tôn cũng không cần mà đi theo tên thanh niên xấu xí này được sư huynh hãy khoan động thủ. Lúc này sắc mặt của lôi động liền trở nên trắng bạch có chút sợ hãi kêu lên. Ta nhận thua, nhận thua. Đây là dưỡng hồn tháp của ta. Nói xong hắn liền lấy ra một cái dưỡng hồn tháp từ trong đai lưng chữ vật. Người thanh niên xấu xí vốn ở trong lòng còn đang cười nhạo lôi động là miệng cọp gan thỏ. Không có nửa điểm anh hùng khí khái, đánh còn chưa đánh mà đã cầu xin tha thứ đầu hàng bỗng nhiên nhìn thấy cái dưỡng hồn tháp bất phàm có hắc khí quanh quẩn thì liền sửng sốt. Gương mặt xấu xí lộ ra thần sắc tham lam. Thượng phẩm dưỡng hồn tháp. Sư huynh ta giao dưỡng hồn tháp cho ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta một con đường sống. Ta không muốn bị luyện chế thành ác quỷ trướng. Lồi động giống như một con thỏ nhỏ bị dọa cho kinh sợ, đồng tử co rút lại. Kinh sợ đưa mắt nhìn cái ác quỷ trướng kia vậy thì ngươi xóa thần niệm ở trên đó đi đỡ cho ta sau này phải phiền toái người thanh niên xấu xí kia có chút kinh hỉ nhìn cái dưỡng hồn tháp kia tuy rằng địa vị của hắn ở trong quỷ sát phủ bất phàm nhưng mà thượng phẩm dưỡng hồn tháp cũng không phải là tùy tiện có thể lấy được 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 vậy thì ta đây liền xóa lôi động đầu đầy mồ hôi thôi động thần chú sự tình gì cũng không phát sinh sau khi kinh hoàng nhìn lại một chút sau đó lại tiếp tục thôi động pháp quyết một con quỷ tốt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên xấu xí kia vừa thấy hắn triệu hồi ra quỷ tốt. Tập trung nhìn lại thì là một con quỷ tốt cấp 6. Hắn không khỏi hoảng sợ. Khuôn mặt tức giận quát mắng. Đồ khốn, người gọi quỷ tốt ra ngoài làm gì? Muốn tạo phản sao? Quỷ tốt cấp 6 ít nhiều cũng có chút huy hát yêu ta đối với hắn. Không không, ta làm sai rồi, là ta cuống nên làm sai pháp quyết. Lôi động gấp đến độ sắp khóc, sắc mặt trắng bệch không ngừng cầu xin tha thứ nói. "Sư huynh, cầu xin người tha cho ta, bây giờ ta sẽ hủy diệt ấn ký thần niệm." Tốc độ nhanh chóng một chút, tiếp tục lề mề ta sẽ xử lý ngươi. Người thanh niên xấu xí kia trong lòng buông lòng. Theo hình dạng của tên tiểu tử này thì tất cả đều là nam nhân. Vì sao mà tên tiểu tử này lại có thể sợ chết như vậy? Chương 57, tiễn ngươi đi chết được ta đây sẽ làm nhanh một chút, nhanh chóng tiễn ngươi đi chết. Khóe miệng của lôi động bỗng nhiên cười tà mị. Cái gì? Mức tranh lệch tâm lý của hắn thật giống như lòng sông so với mặt biển. Tên thanh niên xấu xí kia còn thường là mình nghe lầm. Vẫn đang suy nghĩ lời nói của lôi động. Phốc một tiếng, tiếng động thân thể bị đâm thủng hung hăng vang lên. Chỉ thấy được ở phía sau tên thanh niên xấu xí kia chợt xuất hiện một con quỷ tốt giữ tợn cầm. Thanh đao thanh đao này đã đâm non nửa vào trong cơ thể của hắn sau đó lại được mạnh mẽ rút ra cùng lúc đó tên thanh niên xấu xí kia liền kêu lên đau đớn căn cứ theo kinh nghiệm điều khiển quỷ tốt của lôi động ám ảnh quỷ am hiểu ẩn thân đánh lén đào thuẫn phối hợp căn bản là không thể phát huy được uy lực lớn nhất mà vũ khí ngưng tụ từ năng lượng linh hồn tuy có lực sát thương lớn nhưng độ sắc bén và cứng rắn lại khá thấp bởi vậy lôi động làm riêng cho nó vũ khí bất đồng so với tam quỷ còn lại hơn nữa còn là pháp khí được chế tạo đặc biệt tuy rằng phẩm chất không đạt tới trung phẩm nhưng cũng là loại nổi bật trong hạ phẩm thanh đao của ám ảnh quỷ không những cực kỳ sắc bén mà khi đâm vào trong cơ thể con người còn đồng thời rót vào bên trong một cỗ âm sát âm sát nhập vào trong cơ thể sẽ biến thành vô số tơ nhện chuyên tìm chỗ huyết mạch kinh mạch và hồn phách tiến vào những chỗ đó tuy không đoạt tính mạng người ta. Nhưng mà làm cho người ta cảm thấy âm hàn, toàn thân run lên. Quan trọng nhất là nó khiến cho thực lực của người ta đại giảm. T là, gần như là trong cùng một thời gian, thị huyết quỷ liền thi triển ra thị huyết thuật. Hư không hóa thành một đạo huyết ảnh. Hung thần ác sát gào khóc thảm thiết hướng tới hắn chém tới. Không thể không thừa nhận người thanh niên xấu xí này vẫn còn có chút thực lực chỉ trong thời gian trước sau không đến nửa hơi thở hắn liền sửng sốt phản ứng lại một cái tấm chắn tạo hình kỳ lại bên trên có hình phù điêu ác quỷ đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đỡ một đau của thị huyết quỷ tốt khí lãng sinh ra khi giao kích không ngừng tuôn ra bên ngoài lôi động biết rõ một khi cho người này cơ hội để phản ứng sau khi bị đánh lén khi hắn kịp ổn định gót chân sẽ tiến hành phản kích dựa vào ác quỷ trướng và đám pháp khí không biết tên kia có lẽ sẽ khiến cho mình lật thuyền. Trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch hoàn thiện để đánh chết tên kia. Từ lúc lôi động nói ra chữ chết thì hắn đã lặng lẽ gọi con quỷ tốt thứ ba ra. Tê tít, con quỷ tốt kia kêu to, lúc này nó liền thi triển ra tuyệt kỹ quỷ khiếu của nó. Liên tiếp kêu lên những chàng tiếng động bén nhọn mà khó nghe. Ngay cả lôi động cũng không nhịn được mà tâm tình lay động, khí huyết nhộn nhạo càng không nói đến một nam hai nữ mà quỷ tốt kia nhằm vào nguyên bản phản ứng của hai cô gái kia cũng coi như nhanh nhẹn vừa thấy tình huống không đúng liền định sử dụng pháp khí để bỏ chạy nhưng tiếng quỷ khiếu thê thảm khi khiến cho các nàng thiếu chút nữa thì ngã từ trên pháp khí phi hành xuống trong lúc nhất thời ý thức tan rã trong đầu đều là tiếng quỷ khóc thần niệm không thể tập trung được nhưng đòn công kích liên tiếp phóng đến tuy nói thì chậm nhưng trên thực tế thì cách nhau nhiều nhất cũng chỉ là trong thời gian nửa hơi thở người thanh niên xấu xí kia vốn đang định sau khi đỡ được một kích của thị huyết quỷ thì sẽ khởi động pháp quyết gì đó nhưng mà đã bị tiếng quỷ khiếu cắt đứt trong đầu không ngừng vang lên tiếng than khóc thống khổ đến mức nhất thời quên mất mình định làm gì cũng là cùng lúc đó thanh đao của ám ảnh quỷ lại đột nhiên đâm vào trong người hắn một lần nữa dù cho cường độ thân thể của hắn là luyện khí kỳ tầng thứ sáu và chân khí có bản năng hộ. Thể thì cũng bị thương nặng, đau đớn kịch liệt khiến cho đầu óc của hắn càng trở nên mơ hồ. Đồng thời thị huyết quỷ tốt cũng vung một đao lên, chém vào người hắn. Tê hí, bạn đang đọc truyện được lấy tại chuyên com Thanh phi kiếm âm lãnh hóa thành một đạo lãnh hồng đâm thẳng vào trái tim của hắn. Kết liễu sinh mệnh của hắn cho đến lúc này, đôi mắt của hắn vẫn trợn tròn. Hắn không dám tin ở trong thời gian vài tức ngắn ngủi mình đã bị thủ đoạn lôi đình của đối. Phương xử lý, buông tha cho tôi đi, tôi nguyện ý làm thị TH Iota cho ngài. Hai cô gái trẻ đẹp kia cũng từ trong trắng váng tỉnh lại. Cũng nhìn thấy vị công tử gia ngày thường ăn trên ngồi trước vô cùng kiêu ngạo đã bị chém chết. Sắc mặt của hai nàng tái nhợt đồng thời bắt đầu cầu xin để được sống cũng là do các nàng xui xẻo đi cùng với tên thanh niên xấu xí có thân phận đặc thù này. Chỉ cần não của lôi, động không bị sao, hắn sẽ không thể nào lưu lại các nàng để làm nhân chứng sống. Hừ lạnh một tiếng, thanh phi kiếm âm hàn còn mang theo máu của tên thanh niên xấu xí kia lượn. Vòng một cái, hướng tới hai nàng chém tới. Ba con quỷ tốt đều ô ô hưng. Phấn không ngừng, pha lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thiết cực kỳ sợ hãi của hai cô gái không tới 10 tức thời gian sau, mị ảnh liền hóa thành một đạo cầu vòng màu đen. Phù quang lực ảnh cực nhanh gần như là dán sát vào mắt đất mà bay đi. Tới hơn, 10 dặm sau, mấy vòng ngược trở lại ở sau một dãy núi, sông thẳng lên trên trời. Lấy tốc độ nhanh nhất mà bay về phía xa xa. Suốt một ngày một đêm, sau khi bay ra ngoài được hơn vạn dặm. Lôi động mới hạ phi kiếm xuống một cái sơn cốc nhỏ hoang vắng hắn tìm một cái sơn động nhỏ sau khi dùng thần cha thuật kiểm tra không thấy có vấn đề gì thì mới chui vào trong phái ra ba con quỷ tốt bố trí trước sau canh chừng ở ngoài cửa động toàn bộ cảm giác khẩn trương của lôi động mới được thả lỏng xuống về phần mồ hôi cũng không biết là đã đổ bao nhiêu lần nữa toàn thân đều ướt sũng cực kỳ khó chịu nhưng mà cả người mỏi mệt nghĩ lại mà sợ thật là hoảng sợ một trận hai cô gái trẻ đẹp kia trước khi chết cũng đã từng nói ra thân phận của tên thanh niên xấu xí kia tiểu tử đó căn bản không phải là đệ tử thân truyền gì cả mà là con ruột của quỷ sát lão tổ của quỷ sát phủ kỳ thật từ rất lâu trước kia lôi động đã từng đọc được điều này trong sách nghe nói quỷ sát lão tổ lúc còn trẻ rất xấu xí không được người khác yêu quý bởi vậy hắn đã tập trung toàn bộ tâm tư cho việc tu luyện không hề cưới vợ sinh con Mãi cho đến khi trở thành kim đan kỳ hắn mới bắt đầu đại phát thần uy. Cưới mấy chục thê th iota. Nhưng mà trên thế giới có một loại quy luật tự nhiên, quy luật của thiên địa. Đó chính là bất kể là tu sĩ hay là sinh linh khác. Càng là cường đại, càng lợi hại. Thì xác xuất sinh sôi nảy nở thành công cũng sẽ giảm đi cực lớn. Ngược lại, một ít sinh vật cấp thấp hoặc là phàm nhân thì sức sinh sản lại cực mạnh đơn giản mà nói, nếu là một người đàn ông bình thường. Sau khi cưới mấy chục thê th iota thì sẽ có thể có con cháu đầy đàn. Chương 58, dê béo thượng. Nhưng tu sĩ thì lại bất đồng, tu sĩ tu luyện chính là dẫn thiên địa linh khí để rèn luyện thân. Thể, không ngừng tiến hóa. Nếu theo như kiến thức ở kiếp trước của lôi động thì đó là không. Ngừng biến đổi gen để thay đổi thân thể cùng lúc đó thân thể đã dần dần trở nên bất đồng so với phàm nhân nếu cả hai vợ chồng đều là tu sĩ có tu vi tương đương nhau vậy thì còn đỡ nhưng nếu có một người là phàm nhân như vậy thì tỷ lệ thụ thai sẽ thấp đến mức khiến cho người ta giận sôi đương nhiên cho dù song phương đều là tu sĩ thì xác suất mang thai cũng cực kỳ thấp đây là một loại quy luật của thiên địa cũng là biến hóa của tự nhiên bởi vì sinh sản đời sau vốn có ý nghĩa là kéo dài sinh mệnh ký thác hy vọng mà tu tiên thì lại là làm cho mình đi đến cảnh giới thọ cùng thiên địa theo lý luận nào đó mà nói thì không cần phải dựa vào việc sinh sản đời sau để kế thừa tính mạng của mình bởi vậy có thể thấy được chẳng qua là tung lưới rộng thì chẳng sợ thiếu cá ít nhiều cũng sẽ có thu hoạch quỷ sát lão tổ cũng có không ít con nhưng mà quỷ sát lão tổ có linh căn tu tiên, cũng không có nghĩa là toàn bộ con hắn đều có. Thật vất vả mới có vài đứa con, cũng chỉ có tên thanh niên xấu xí kia là có linh căn. Cũng là không tệ, vậy cũng là xác suất rất không tồi rồi. Đó còn là bởi vì hắn có mấy chục thê th iota. Phần lớn đều là những nữ tử có linh căn không tồi. Hơn nữa bộ dạng của người thanh niên xấu xí kia còn giống hết như quỷ sát lão tổ khi còn trẻ đều thấp bé như vậy cái mũi hướng lên trời quả thực là giống y như được đúc ra từ một cái mô hình cũng chính bởi vì như vậy quỷ sát lão tổ kia mới cực kỳ yêu thương đứa nhi tử xấu xí này các loại tài liệu để tu luyện chưa bao giờ thiếu cũng dần dần tạo thành tính cách tự cao tự đại của tên thanh niên này cho nên sau khi lôi động giết chết tên tiểu tử kia xong mới khẩn trương vạn phần như thế bởi vì một khi để cho quỷ sát lão tổ biết được mình đã giết chết đứa con trai mà hắn yêu thương nhất chỉ sợ là cả vạn quỷ lão tổ cũng không thể bảo vệ cho mình được dù sao người chết cũng chính là con trai của đối phương không phải là đệ tử bình thường gì đương nhiên lôi động cũng không hối hận khi giết hắn dù cho quay trở lại thì lôi động cũng đồng dạng xử lý hắn như vậy nếu không dù cho mình có tiếp tục chịu thua lấy tính cách ngang ngược tự phụ và kiêu ngạo của tên thanh niên xấu xí kia chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng để mình rời đi nhưng mà sự tình đã làm rồi lúc này đây hắn đã dọn dẹp sạch sẽ ngay cả hai cô gái xinh đẹp kia cũng đã bị tiêu diệt huyết nhục và sinh hồn của ba người cũng bị cắn nuốt sạch chạy trốn cũng xong rồi theo lý thuyết thì trong khoảng thời gian ngắn quỷ sát lão tổ cũng không có khả năng biết được chuyện con trai mình đã chết dù cho đến khi hắn biết được con trai mình đã chết thì cũng không. Có khả năng hoài nghi đến mình. Dù sao thì hành tung vây bắt âm hồn của mình cũng rất bí mật. Chưa từng tiết lộ với bất kỳ kẻ nào. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, trái tim đang căng thẳng của Lôi Động cũng buông lỏng xuống. Hắn nuốt ngưng khí đan vào bắt đầu luyện khí đả tọa để khôi phục chân khí. Gần nửa ngày sau, khi Lôi Động mở đôi mắt ra, linh quang bắt đầu khởi động chân khí trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu sao động không áp chế nổi. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái này hình như là dấu hiệu sắp sửa đột phá trong truyền. Thuyết, nhưng mà kinh hãi có thể kích thích đột phá một cách bất ngờ. Có trời mới biết được là có hại gì không? Sau khi cân nhắc một chút, hắn liền quyết định lập tức đột phát. Khí cảm bốc lên như thế, cảm giác trong lòng như vậy cũng không phải là sẽ xuất hiện thường. Xuyên! Bỏ lỡ lần này, có trời mới biết phải chờ đến năm tháng nào nó mới lại xuất hiện. Còn nữa, mặc dù linh đan không hề có tác dụng phụ, nhưng mà sau khi sử dụng những loại đan dược cường đại mà đặc thù này sẽ luôn sinh ra kháng tính, nếu tiếp tục ăn viên thứ hai thì hiệu quả sẽ thua xa lần đầu tiên. Hiện giờ mình là từ tầng 5 thăng lên tầng 6 nếu dùng linh đan kia. Từ nay về sau nếu gặp phải bình cảnh khó đột phá, linh đan cũng không nhất định có hiệu quả giúp mình đã vỡ xiềng xích trăm phần trăm. Một khi đã quyết định, hắn liền hạ lệnh cho ba con quỷ tốt tăng cường cảnh giác. Nếu có người nào muốn xâm nhập vào bên trong thì lập tức giết chết. Còn lại chính mình thì ngưng quyết tâm thần, trong lòng bàn tay cầm một viên linh thạch. Trong mồm ngậm một viên bồi nguyên đan, không nóng không vội bắt đầu thổ nạp. Dần dần, hết thảy tạp niệm đều tan biến mất cả người chậm rãi tiến vào cảnh giới vong ngã. Cũng không biết qua bao lâu, hắn lại một lần nữa mở to mắt, phát hiện đầu óc thư thái. Cả người thoải mái giống như được tắm nước nóng sau khi trải qua một mùa đông dài vậy. Phiêu nhiên dục tiên, sau khi kiểm tra một chút, quả nhiên hắn phát hiện ra mình đã vượt qua luyện khí kỳ tầng 5, tấn thăng đến tầng 6, hắn không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Đáng tiếc, nơi này không có chỗ nào để tắm rửa sau mỗi lần thăng chức hiệu quả của tẩy tủy luôn khiến cho mình vừa vui lại vừa ghét. Lại phí một chút khí lực xóa đi dấu ấn thần niệm của tên thanh niên này ở trên đai chữ vật. Hắn liền mở ra kiểm tra tâm tình vừa mới bình phục xuống lại không nhịn được mà điên cuồng. Nhảy dựng lên, lần này không phải là kinh hỉ mà là kinh sợ. Chưa nói đến 10 viên quy nguyên đan để ở trong bình ngọc. Các loại đồ chơi thượng vàng hạ cám kia cũng không tính tới mà chính là năm viên sát lôi mơ hồ phát ra ánh sáng lạnh lẽo nằm im lặng ở trong một góc của. Đài lưng chữ vật cũng đã dọa cho lôi động toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trong thời gian mới nhập môn, hắn đã nhìn thấy vị sư huynh gầy gò của vạn quỷ quật dùng một. Viên lôi sát để xử lý một người lợi hại hơn hắn. Không phải là xử lý mà là bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Cảnh tượng này cho tới hôm nay vẫn khắc cực kỳ sâu ở trong trí nhớ của hắn nhưng mà bởi vì như vậy nên lôi động mới tìm hiểu về loại pháp khí tiêu hao sát lôi này đó chính là dùng đại lượng sát khí ngưng tụ mà thành sau khi trải qua đủ loại thủ đoạn tế luyện và chế tạo mới tạo thành pháp khí tiêu hao bởi vì công nghệ dườm ra quá trình chế tạo cũng cực kỳ nguy hiểm nên tu sĩ cấp thấp không thể chế tạo được vì vậy tuy rằng vật đó có uy lực bất phàm nhưng mà không có ai đem đi bán thật vất vả mới luyện chế được một viên, tất cả đều coi nó như bảo bối. Thường dùng để phòng thân. Chương 59, dê béo hạ. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có bán, nhưng ít nhất cũng phải hơn 1000 điểm cống hiến mới có thể đổi được nó từ trong tông phái. Nếu như đi ra ngoài giao dịch thì cũng phải trên 100 linh thạch. Bởi vậy thứ sát lôi này nếu không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ sẽ không ai dùng đến. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng các loại sát lôi đều có thể tạo thành thương tổn rất lớn đối với cơ thể, nhưng âm sát lại là một loại khó đề phòng nhất âm nhu quỷ bí. Sau khi đại lượng âm sát chui vào trong cơ thể rất khó có thể trừ tận gốc. Thủ đoạn mềm dẻo như dây mây, chậm rãi. Không giây phút nào không từ từ lấy đi tính mạng con người. Ở trong đai lưng chữ vật của tên thanh niên xấu xí kia có khoảng chừng năm khỏa âm sát lôi như vậy sao không dọa cho lôi động toát mồ hôi lạnh một trận. Nếu xuống tay hơi chậm một chút, rất có thể đã bị hắn hoàn toàn lật thuyền. Tự nghĩ nếu dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, hai khỏa âm sát lôi thì hắn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng khoảng chừng năm khỏa. Thêm vào năm viên quy nguyên đan có thể khôi phục lại chân khí tiêu hao trong khi chiến đấu thì, thấy thế nào người chết cũng là mình. Khó trách tên thanh niên xấu xí kia lại kiêu ngạo không để mình vào mắt như vậy quả nhiên là có thủ đoạn phi phàm chỉ với giá trị của quy nguyên đan và âm sát lôi cộng lại cũng đã vượt quá ngàn linh thạch nhưng bên trong đai chữ vật không chỉ có mấy thứ như vậy hơn một ngàn linh thạch chỉnh tề năm ở một góc trong không gian của dây lưng còn có một ngọc trong suốt để ngay ngắn ở bên cạnh tâm niệm của lôi động vừa động hắn liền lấy cái hộp ngọc kia ra sau khi mở ra xem hắn liền nhìn thấy mười mấy viên linh thạch tràn đầy linh khí tinh thuần Bên ngoài còn có quang hoa trong suốt lưu truyền, mấy viên linh thạch này được đặt chỉnh tề ở bên trong hộp ngọc. Trung phẩm linh thạch, Lôi động vui vẻ trong lòng, đối với trung phẩm linh thạch. Lôi động cũng chỉ được nghe danh chứ chưa từng được thấy. Dựa theo lý thuyết mà nói, linh khí bên trong một viên trung phẩm linh thạch tương đương với linh khí trong 10 viên hạ phẩm linh thạch, nhưng mà giá trị của trung phẩm linh thạch thường vượt qua hạ phẩm linh thạch gấp trăm lần thậm chí là nhiều hơn. Nguyên nhân cũng không khó lý giải. Nếu trong lúc tu luyện cầm một viên linh thạch thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Nhưng lượng linh khí ở trong hạ phẩm linh thạch chẳng những ít mà còn có chút pha tạp không? Tinh khiết cũng có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu luyện, nhưng mà không thể gia tăng tốc độ tu luyện trong phạm vi lớn. Nhưng mà bất luận là trình độ tinh khiết của linh khí trong trung phẩm linh thạch hay là hàm lượng bên trong đều lớn gấp mấy lần so với hạ phẩm linh thạch đồng dạng nếu trong lúc tu luyện sử dụng trung phẩm linh thạch để hấp thu linh khí tu luyện hiệu suất sẽ vượt xa hạ phẩm linh thạch rất nhiều đối với tu sĩ mà nói cần phải tranh mệnh với trời thời gian chính là sinh mệnh ngoài ra còn một ít pháp khí cực kỳ cường đại hoặc là linh khí nếu sử dụng hạ phẩm linh thạch thì không thể điều khiển được dù cho có miễn cưỡng sử dụng được cũng không được bao lâu Linh khí sẽ tiêu hao không còn, cũng bởi vì vậy mà trung phẩm linh thạch rất được yêu thích. Mỗi một viên có giá trên 100 linh thạch. Thật sự là một con dê thật béo, giờ phút này lôi động nào còn nghĩ đến tên thanh niên kia là ái. Tử của quỷ sát lão tổ gì đó nữa, hắn chỉ hận không thể giết thêm vài tên như thế này nữa. Trừ những cái đó ra còn có một chút đan dược thượng vàng hạ cám linh tinh ví dụ như bồi nguyên đan ngừng khí đan gì đó giá trị không đáng nói tới nhưng mà thứ đáng giá nhất trên người con dê cực béo này cũng không phải là vài thứ trên kia mà là một thuẫn một kiếm còn một trướng trướng thì không cần phải giải thích thêm nữa đó là ác quỷ trướng kia vô luận từ góc độ nào mà nói giá trị của cái ác quỷ trướng này cũng sẽ không thấp hơn thượng phẩm pháp khí phi hành mà pháp khí phi hành có phẩm chất như vậy giá trị bình thường cũng hơn vạn linh thạch ngoài ra ác quỷ trướng nếu được tiếp tục cung cấp thêm sinh hồn của những tu sĩ mạnh mẽ phẩm chất của nó còn có thể tiếp tục tăng lên thực là một kiện bảo bối hiếm có còn tấm thuẫn kia đó chính là cái thuẫn có hình thù kỳ lạ bên trên điêu khắc rất nhiều phù điêu ác quỷ hung ma nó dễ dàng đỡ một kích toàn lực của thị huyết quỷ lại không hề có một chút dấu vết gì làm sao có thể làm vật phàm được Lôi động không thể xem xét phẩm chất của nó, nhưng ít nhất nó cũng là thượng phẩm pháp khí. Cuối cùng là thanh kiếm này, con dê béo đáng thương. Tận đến lúc chết cũng không có cơ hội lấy thanh kiếm này ra mà phát uy một chút. U Hỏa kiếm, lại là một loại pháp khí tấn công có uy lực khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Ở trong kỳ tỉ thí 10 năm của tông phái, tần suất xuất hiện của thanh kiếm này rất cao mà có thể tham gia vào kỳ tỉ thí 10 năm thì đều là người nổi bật của các động và phủ. Bởi vậy có thể thấy được thanh u hỏa kiếm nổi tiếng của âm sát tông này hiển nhiên là có chỗ. Độc đáo và uy lực bất phàm. Nhất là thanh u hỏa kiếm trước mặt này, bên trên có u hỏa nồng đậm lưu truyền. Hiển nhiên là có phẩm chất cực cao. Đã trải qua vô số lần được u hỏa rèn luyện. Mà thân kiếm đồng dạng cũng được thiết kế tinh xảo các loại phù điêu chìm nổi hoa lệ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Khi sờ lên vừa lạnh vừa nặng, hàn ý mơ hồ xuyên thấu qua làn da, đâm thẳng vào xương tủy. Đồng dạng lôi động không thể xác định phẩm chất chân chính của nó. Nhưng mà hắn đã gặp qua trung phẩm phi kiếm. Vô luận là nói theo phương diện nào thì nó cũng đều kém hơn thanh u hỏa kiếm này. Theo suy đoán thô sơ giản lược của lôi động, thanh kiếm này ít nhất cũng thuộc phạm trù pháp khí công kích thượng phẩm thật giàu có không hổ là con nhà giàu trong lòng lôi động có chút cảm khái chính mình liều mạng chết đi sống lại cho đến hôm nay trên dưới cũng chỉ có một cái thượng phẩm dưỡng hồn tháp mà thôi người này toàn thân trên dưới đều là thượng phẩm pháp khí quả nhiên là người so với người thì giận điên người đáng tiếc chính là hiện tại mấy thứ này người thanh niên xấu xí kia không có phúc hưởng thụ toàn bộ đều rơi vào trong tay lôi động sau khi cảm khái một hồi, hắn lại cảm thấy sảng khoái trong lòng. Tuy rằng trong tay của Lôi động có loại bảo vật nghịch thiên như phệ hồn tháp, có thể tăng cường phẩm chất của linh quỷ, nhưng mà dựa theo cảnh giới tu vi của chính mình, nếu liên tục lấy trung phẩm linh quỷ đi bán lấy linh thạch, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta hoài nghi. Chương 60, linh quỷ thượng phẩm thượng. Đối với một ít cường giả mà nói, chỉ cần là một hoài nghi nho nhỏ cũng sẽ động thủ xong rồi mới nói cho dù là hoài nghi sai lầm thì cũng không có nửa điểm tổn thất cũng là bởi vậy thu hoạch thật lớn trong lần này khiến cho lôi động không kìm nén được hưng phấn đương nhiên hắn cũng không có bị hưng phấn đánh cho hỏng mất đầu óc u hòa kiếm còn dễ nói dù sao thì cũng là một loại pháp khí nổi tiếng trong âm sát tông sau khi hủy diệt ấn ký thần niệm của hắn xong thì chính mình có thể tế luyện để sử dụng mà không có vấn đề gì nhưng mà ác quỷ trướng và cái thuẫn có hình thù kỳ lạ này trước mắt dùng thì cũng quá mức lộ liễu nhất là ba thứ này đều xuất hiện một lúc chẳng phải là đã tuyên bố thẳng thắn với mọi người là nhi tử của quỷ sát lão tổ là do mình giết chết ngoài ra cầm đi bán cũng không thích hợp dựa theo sự cường đại của quỷ sát lão tổ ít nhất thì trong phạm vi mấy vạn dặm quanh đây cũng cực kỳ có năng lực. Một khi biết được con trai của mình chết, nhất định hắn sẽ thông báo cho tất cả các hệ thống phường thị ở đây. Nếu xuất hiện ác quỷ trướng hoặc là cái thuẫn có hình dáng kỳ lạ này thì họ sẽ biết là di vật của con trai hắn, tất nhiên là sẽ điều tra rõ ràng. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình cần phải học tập luyện khí thuật một chút. Không cần có bản lĩnh luyện ra pháp khí cường đại gì cả, nhưng mà ít nhất cũng có thể thay đổi được hình dạng của những pháp khí có uy lực cường đại là. Được, những loại bảo bối đoạt được sau khi giết người như lần này. Trăm triệu lần không thể nhờ người khác làm được. Cho dù là người thân cận nhất cũng không làm được, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Ngoài ra cái đai lưng chữ vật kia cũng không tệ. Ít nhất không gian bên trong cũng lớn hơn cái thứ đồ sơ cấp trên người lôi động nhiều. Không gian khoảng 10 lập phương về phần cái pháp bào kia đã bị làm rách cho dù có chữa trị được lôi động cũng không mặc vào đương nhiên tạm thời lôi động hoàn toàn không tính đến việc mang những thứ lấy được về nhà mà là tùy tiện đào một cái hố sâu ở trong cái sơn động hoang vắng này tạm thời giấu mấy thứ kia đi hắn đã mất không ít công phu để che giấu lần này hắn mang đi chỉ có đám hạ phẩm linh thạch một viên trung phẩm linh thạch và hai viên quy nguyên đan lôi động thừa dịp trời tối liền quay trở về vạn quỷ quật xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh hiển nhiên chuyện tên thanh niên xấu xí kia bị giết chết vẫn còn chưa bại lộ ra ngoài nếu không trong tông phái xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định sẽ rất ồn ào huyên náo chuyện mọi người bàn luận nhiều nhất cũng chính là kỳ tỷ thí ba năm một lần sắp diễn ra sau khi trở về nhà trước tiên mặc kệ mấy cái khác Hắn tùy tiện chọn ra một con hạ phẩm linh quỷ thuận mắt để bắt đầu khiến nó thăng cấp. Ước chừng sau khi hao phí khoảng chừng 112 viên hồn châu, con hạ phẩm linh quỷ ban đầu đã liên tiếp biến hóa, cuối cùng đạt tới thượng phẩm. Ở dưới thuật xem xét, toàn thân trên dưới của nó đều biến thành màu vàng kim. Đợi đến khi chân chính có thể khẳng định mình đã thăng cấp cho con linh quỷ này lên đến thượng phẩm xong, trái tim của Lôi Động không nhịn được mà điên cuồng nhảy dựng lên giá trị của thượng phẩm linh quỷ không phải là trung phẩm linh quỷ có thể so sánh không phải chỉ ở vấn đề giá trị mà bất luận là uy lực hay là tốc độ thăng cấp thượng phẩm linh quỷ cũng hơn xa trung phẩm hắn có chút khẩn cấp muốn tế luyện nó nhưng lôi động lại bỗng nhiên đình chỉ động tác sau khi nhan mày cúi đầu nhìn xuống một lúc thật lâu quả thật công pháp chủ tu của mình là ngự quỷ quyết mà linh quỷ có phẩm chất cao chính là ước mơ thiết tha của vô số tu sĩ tu luyện ngự quỷ quyết chính mình bây giờ có ba lựa chọn thứ nhất là để cho nó tu luyện nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tạm thời không thể lật đổ địa vị ba con quỷ tốt của mình mà thần quyết mình rèn luyện lại không để cho mình chỉ huy đồng thời bốn con quỷ cách này đối với việc mạnh mẽ gia tăng thực lực của chính mình trong thời gian ngắn cũng không quá hiệu quả mỗi một con khi được đấu giá đều phải trải qua một phen tranh giành mới có thể xác định được. Giá cả, nếu mà mình cầm nó đi đấu giá, nhất định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Dù cho đám người của nhà đấu giá cũng thành thành thật thật buôn bán với mình. Nhưng nếu một khi việc này truyền vào trong tay của vạn quỷ lão tổ, mình cũng sẽ chịu không nổi. Dù sao vạn quỷ lão tổ cũng cực kỳ có khát vọng đối với thượng phẩm. Linh quỷ đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói. Trung phẩm và thượng phẩm linh quỷ đương nhiên là đồ cực tốt. Nhưng mà chỉ có hạ phẩm linh quỷ. Nếu dốc lòng bồi dưỡng hai ba con thì uy lực tự nhiên cũng không nhỏ. Nhưng mà đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói thì hạ phẩm linh quỷ sẽ không đủ dùng. Dù sao thì tư chất của hạ phẩm linh quỷ cũng có hạn. Ở giai đoạn đầu tiên thì còn dễ nói. Chỉ tốn nhiều thời gian và linh lực một chút thì sẽ chậm rãi lớn lên nhưng mà hạ phẩm linh quỷ muốn tấn thăng đến cấp quỷ vệ tương đương với trúc cơ kỳ thì sẽ có khó khăn rất lớn dù cho có may mắn thăng chức thì cũng sẽ tiêu phí thời gian tinh lực và tài nguyên nhiều hơn là được bởi vậy tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện ngự quỷ quyết nhất định phải chọn linh quỷ đạt tới chung phẩm nếu không thì sẽ không theo kịp cảnh giới tu vi của chính mình đồng dạng với điều đó vạn quỷ lão tổ là một nhân vật kim đan kỳ lại là tu sĩ chủ công ngự quỷ quyết trung phẩm linh quỷ còn có thể sử dụng ở trúc cơ kỳ nhưng càng về sau tốc độ thăng chức của trung phẩm linh quỷ sẽ càng chậm về phần muốn để cho trung phẩm linh quỷ đột phá đến cấp quỷ tướng thế nào cũng phải trả giá vô số tâm huyết và tài sản thì mới có thể làm được hơn nữa cho dù tới được cấp quỷ tướng nếu muốn tiếp tục thăng chức cũng là khó khăn trồng chất thêm khó khăn bởi vậy, Vạn Quỷ lão tổ muốn tiếp tục tu luyện Ngự Quỷ Quyết, thì nhất định phải kiếm thượng phẩm linh quỷ, cũng chỉ có thượng phẩm linh quỷ mới xứng được với thân phận của hắn. Tựa như lôi động không thèm đi thu hạ quỷ về làm quỷ tốt vậy. Vạn Quỷ lão tổ cũng đồng dạng không thèm sử dụng trung phẩm linh quỷ nữa. Mà trước mắt hắn cũng chỉ có một con thượng phẩm linh quỷ, một con cực phẩm linh quỷ. Có thể thấy được trong lòng hắn khẳng định là rất coi trọng con thượng phẩm linh quỷ này nếu dưới loại tâm tình này hắn lại nghe thấy đệ tử thân truyền của mình bán một con thượng phẩm linh quỷ cho người khác như vậy hậu quả thật đúng là khó lường bởi vậy liền có thêm một cái lựa chọn thứ ba chính là trực tiếp đem con thượng phẩm linh quỷ này dâng cho vạn quỷ lão tổ có lẽ hiệu quả và lợi ích xa xa không bằng trực tiếp cầm đi đấu giá để lấy linh thạch